chương 21 Quyết định Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 21 Quyết định Thấy đổ la ba người cử động, mọi người chung quanh, đều là mặt lộ hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người, đều hội tụ đến rồi Mạc Thanh Vân trên người của. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, muốn nhìn một chút, thiếu niên này cuối cùng là như thế nào lựa chọn nhìn trước mắt một màn này mạc thanh vân cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn không ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến thành như vậy một màn nguyên bản hắn chỉ là muốn tiến nhập đan sư liên minh công hội trong trở thành một gã thông thường đan sư liên minh công hội thành viên bây giờ nhìn lại ý nghĩ của hắn sợ là muốn rơi vào khoảng không bất quá đối với cái này mạc thanh vân cũng không có mâu thuẫn chung quy này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt đã như thế ngày khác sau tại Liên Vân Thành đi, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Mà người của Ngô Gia, khi biết hắn thân phận như vậy sau, chắc đúng ở Mạc Phi Lâm tiến hành lần nữa xác định vị trí đi. Đối với Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu sự tình, cũng sẽ không quá mức quấy nhiễu rồi. Mạc Thanh Vân đoán không sai, đó Ngô Tình tại thấy như vậy một màn sau. Nàng xem hướng Mạc Thanh Vân trong ánh mắt của, cũng không dám nửa chút nào cười nhạo và khinh bỉ, trong mơ hồ dường như còn có chút sợ mặc dù mạc thanh vân thực lực cũng không mạnh bối cảnh cũng không lớn nhưng này đều là quá khứ rồi bây giờ nếu là mạc thanh vân lựa chọn trước mắt tam lão một trong bối cảnh của hắn cùng thân phận tựu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất lại thêm lấy mạc thanh vân thiên phú luyện đan ngày sau muốn bất hữu hành động đều khó khăn rất nhiều lúc một người thiên phú cường đại đến trình độ nhất định cũng là sẽ cho người cảm thấy sợ hãi lúc này Mọi người ở đây trong mòn con mắt thời điểm, Mạc Thanh Vân lên tiếng, hướng về phía ba người đáp lại. Ba vị tiền bối, chuyện này quan hệ đến trọng đại, ta phải đi về hỏi thăm một chút gia tộc trưởng bối. Trở về hỏi thăm một chút gia tộc trưởng bối. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, tại chỗ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sẽ là trả lời như vậy, cái kết quả này để cho bọn họ quá ngoài ý muốn nếu là bình thường người chỉ sợ sớm đã sợ không kịp đợi trả lời đi nghe được mạc thanh vân trả lời đỗ la ba người đồng dạng là vẻ mặt ngoài ý muốn bất quá lại tốt hơn nhiều hứng thú nhìn mạc thanh vân chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được giờ phút này tam lão đối với mạc thanh vân vẻ yêu thích lại sâu hơn mấy phần tại đỗ la mấy người nhìn tới nếu là bình thường thiếu niên gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ sớm đã mất lý trí mà giờ khắc này mạc thanh vân bây giờ có trả lời như vậy rõ ràng cho thấy tâm như gương sáng một chút tâm tình chập chờn đều không có như vậy có thể thấy mạc thanh vân có viễn siêu cùng lứa tuổi trầm ổn cùng đáng sợ bền bỉ tâm tính đây chính là vô cùng khó được thậm chí có thể nói so với mạc thanh vân linh hồn cường độ thiên phú cũng không kém chút nào nếu như một người thiên phú khá hơn nữa tâm tính quá kém cũng là rất khó có đại thành tựu không tệ không tệ chuyện này quả thật quan hệ đến trọng đại phải đi về cùng trưởng bối hảo hảo nói chuyện với nhau một phen theo đỗ la ba người chính là gật đầu liên tục nhìn mạc thanh vân trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng yêu thích không chỉ muốn cùng trưởng bối hảo hảo nói một chút còn có thể đưa bọn họ gọi tới làm lão sư ta cũng hẳn cùng bọn họ trước mặt nói một chút đỗ la lại bổ sung nghe một chút đỗ la lời nói sau một bên triệu kỳ hai người nhất thời nổi giận hướng về phía đỗ la hét lão gia hỏa ngươi dựa vào cái gì cùng thanh vân trưởng bối nói chuyện với nhau thanh vân là đệ tử ta cần nói cũng là cùng bọn họ nói không sai cần nói cũng là ta cùng bọn họ nói chung quy ta mới là lão sư của hắn từ vũ cũng là không dám yếu thế nói tiếp đó đỗ la ba cái lão đầu chính là không để ý hình tượng ban đầu dựng râu trợn mắt lên thấy này tam lão cử động tất cả mọi người đều ngốc trệ đây chính là bọn họ trong lòng, đó rất cao thượng các vị đại sư sao. Nhìn trước mắt tam lão cử động, quan xuyên cũng là gượng cười, đi tới trước, nói. Hội trưởng, hai vị nguyên lão, phía sau còn có một chút tiểu bối muốn kiểm tra linh hồn, thu thanh vân làm đệ tử sự tình, các ngươi nhìn có thể hay không lui về phía sau một chút lại nói. Hừ. Nghe được quan xuyên lời nói sau, đổ là ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau, lạnh trên một tiếng hướng về một bên đi tới. Thấy vậy, Mạc Thanh Vân cùng Quang Xuyên đều là cười khổ một hồi, đi về phía một bên. Có lẽ là trải qua Mạc Thanh Vân chuyện mới vừa rồi, kế tiếp linh hồn cường độ khảo sát, chính là biến thành tẻ nhạc không thú vị lên. Đương nhiên, chủ yếu là trong đó đều là một chút thiên phú không mạnh, thỉnh thoảng có mấy cái trung phẩm linh hồn cường độ người xuất hiện. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, tất cả mọi người trắc thí xong rồi. Đem tất cả nhân viên trắc thí xong sau, Cuối cùng phù hợp yêu cầu người, tổng cộng có 237 người, vượt xa khỏi rồi đăng sư Liên Minh công hội 100 vị trí. Thấy vậy sau, Quang Xuyên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, liền lại nói: "Chúc mừng các ngươi tiến nhập vòng thứ ba khảo hạch, tiếp đó, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một chút tài liệu, sau đó, căn cứ các ngươi luyện chế được phẩm chất thuốc, tiến hành sau cùng xếp hạng, đạt được top 100 trúng tuyển." Luyện đan. Nghe được Quan Xuyên lời nói sau, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, có vài người mặt lộ lo âu, căng thẳng. Mà có vài người, chính là lộ ra đắc ý cùng biểu tình kiêu ngạo, tỉ như đó nhạc Thái Văn sau khi nghe, chính là mặt lộ vẻ ngạo mạn. Hắn thấy, so luyện đan, này đệ nhất hắn là cầm chắc. Trong lòng đắc ý đồng thời, nhạc Thái Văn hướng về mạc Thanh Vân nhìn tới, ngạo mạn nói. Tiểu tử, mặc dù linh hồn của ngươi thiên phú hơn người, nhưng là, thuật luyện đang cần tháng ngày tích lũy kinh nghiệm, chờ chút trong quá trình luyện đan, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, đoạt được này đệ nhất. Nghe được nhạc thái văn lời nói, người chung quanh đều là vẻ mặt biến đổi, có chút nhìn có chút hả hê nhìn về phía mạc thanh vân. Nhạc thái văn, nhưng là liên vân thành nhất lưu đại gia tộc, nhạc gia thiên tài. Mạc thanh vân vì vậy đắc tội nhạc thái văn, cho dù có đan sư liên minh công hội ở phía sau cầm cự, sợ rằng cuộc sống sau này cũng không tốt hơn. Mặt khác, nếu như chờ chút Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan không được, hắn tại Tam lão trong lòng địa vị cũng sẽ lập tức đại hạ xuống. Các ngươi nói, tên tiểu tử kia năng lực luyện đan cùng Nhạc Thái Văn ở giữa, ai sẽ tốt hơn một chút? Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là Nhạc Thái Văn rồi, hắn chính là nhất phẩm luyện đan sư. Ta xem ra, đừng nói hắn có thể Nhạc Thái Văn so, coi như là tại chỗ tùy tiện một cái đều mạnh hơn hắn. Làm không tốt a. À? hắn chờ chút sẽ luyện ra một đống cức, nếu như vậy, ta xem ba vị đại sư còn sẽ không sẽ thu hắn làm đệ tử. Nếu như vì vậy ba vị đại sư không thu hắn làm đệ tử, hắn nhất định sẽ hối hận muốn chết, mới vừa rồi không có trực tiếp đáp ứng. Hắn muốn giả bộ có biện pháp gì, trang điểm đều là phải trả giá thật lớn. Gặp nhạc Thái Văn cùng Mạc Thanh Vân dặn co, những thứ kia bạch đào thải người, từng cái không ăn được bồ đào vừa nói bồ đào chua. Mà lúc này, không chỉ người chung quanh mặt lộ hiếu kỳ cùng mong đợi, Đỗ la ba người đồng dạng là mặt lộ lên. Các ngươi nói, tên tiểu tử này có thể luyện chế hay không ra nhất phẩm đang dược. Đỗ la có chút mong đợi nói. Cái này sợ rằng có chút khó, tuổi của hắn chung quy không lớn, thoạt nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này người, rất nhiều đều đang quen thuộc dược liệu. Triệu kỳ vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta chính là có chút bận tâm, hắn cái vốn chưa có tiếp xúc qua luyện đan. Từ vũ giống nhau vẻ mặt lo âu. Nếu như vậy, vòng thứ ba thi đấu chọn với hắn mà nói, cũng có chút không công bình rồi. Nghe được từ vũ lời này sau, đổ la ba người chính là trầm mặt lại, trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Sau một hồi trầm mặt, Triệu Kỳ dẫn đầu mở miệng trước nói. Bất kể như thế nào, tiểu tử này ta là dự định rồi, năng lực luyện đan không đủ có thể bồi dưỡng linh hồn thiên phú vật này nhưng là không cách nào thay đổi. Nghe được Triệu Kỳ vừa nói như thế, Đỗ La nhất thời hoảng hốt, nói: "Lão gia hỏa, nếu là tên tiểu tử này không thông qua một tu này, biểu thị hắn không hợp cách, như vậy ngươi tựu không có tư cách tuyển nhận." Theo, Từ Vũ cũng là nghiền ngẫm một cười nói: "Nói như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng, tên tiểu tử này thứ ba lần tỷ thí trong, biểu hiện càng kém hẹn xong." nghe được một bên tam lão lời nói, quan xuyên nhất thời mồ hôi lạnh trên trán toát ra, ba lão gia hỏa này triệt để rối loạn phương tất. Mặt khác, nếu để cho Mạc Thanh Vân nghe được tam lão lời nói sau, chỉ sợ cũng là không còn gì để nói đi. Đó từ vũ hai người, vì muốn nhận hắn làm làm đệ tử, lại có thể hy vọng hắn biểu hiện càng kém hẹn xong. Như vậy thật sự sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 22 nhất phẩm trung giai rất ngưu sao. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 22 Nhất phẩm trung giai rất ngưu sao. Không bao lâu, tài liệu luyện đang cùng đang đỉnh, liền bị đan sư liên minh công hội đưa lên. Đây là luyện chế nhất phẩm đang dược khí huyết đang tài liệu, luyện chế thời hạn là 3 canh giờ. Gặp tài liệu cùng đang đỉnh đều chuẩn bị xong, quan xuyên sắc mặt trầm xuống, hướng về phía phía dưới mọi người nói, ba canh giờ sau, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi luyện chế đang dược phẩm cấp, đối với các ngươi tiến hành xếp hạng. Nghe được quan xuyên lời này sau, rất nhiều người liền không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ luyện chế. Đang lúc mọi người lúc động thủ, đó nhạc Thái Văn cũng là bắt đầu bắt đầu động thủ, bất quá tại hắn động thủ lúc, chính là vẻ mặt ngạo mạn nhìn một cái mặt thanh vân, nói. Tiểu tử, ngươi cho ta xem tốt rồi, ta để ngươi biết một chút về, cái gì gọi là luyện đan theo nhạc thái văn lời nói hạ xuống mạc thanh vân liền thấy nhạc thái văn trong tay xuất hiện một khối xích sắc cục đá khối này xích sắc cục đá bị nhạc thái văn xuất ra sau phía trên lập tức tản mát ra nóng bỏng khí lãng chậm rãi ngưng tụ ra một đoạn xích sắc hỏa diễm địa viêm thạch thấy nhạc thái văn trong tay cục đá mạc thanh vân vẽ mặt khẽ biến phát ra một đạo kinh ngạc lời nói không nghĩ tới này nhạc thái văn trong tay lại có vật như vậy khó trách có để khí nói lấy đệ nhất. Địa viêm thạch là một cái rất trân quý cục đá, đến từ với lòng đất dung nham bên trong, là tinh thuần trong ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Đưa nó luyện hóa sau, đang luyện đang thời khắc sử dụng, có thể để cho luyện đan sư thoải mái hơn khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, tăng lên đan dược phẩm chất. Thấy Mạc Thanh Vân lại có thể nhận biết địa viêm thạch, nhạc thái văn vẻ mặt biến đổi, tương tự có chút kinh ngạc nói. Ngươi lại có thể nhận biết địa viêm thạch, coi như có chút kiến thức nếu như vậy bây giờ ngươi hẳn biết chênh lệch giữa ngươi và ta bao lớn đi có bao nhiêu chênh lệch mạc thanh vân nghe vậy sau gật đầu một cái có chút khinh thường nhìn một cái nhạc thái văn nói mượn địa viêm thạch trợ giúp cũng chỉ là luyện chế được nhất phẩm đang dược mà thôi trong mắt của ta ngươi mất đi này địa viêm thạch tại chỗ bất kỳ người nào sau ngươi năng lực luyện đang đều mạnh bất cứ người nào so với ta đều mạnh ý của ngươi ngươi năng lực luyện đan cũng mạnh hơn ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, nhạc thái văn nhất thời sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi năng lực luyện đan thế nào mạnh hơn ta. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi. Nghe được nhạc thái văn lời này sau, Mạc Thanh Vân cũng khó nói nhiều, trực tiếp bắt đầu động thủ. Âm. Theo, mọi người liền thấy, bàn tay của Mạc Thanh Vân bên trong xuất hiện một đoàn long hình hỏa diễm đây là mạc thanh vân kiếp trước lên cấp đan vương sau lĩnh ngộ chuyển hóa xích viêm thiên long võ hồn chi lực phụ trợ luyện đan thủ đoạn đó là yêu hỏa thấy mạc thanh vân trong tay long hình hỏa diễm đỗ la ba người lập tức vẽ mặt trung một cái kích động đến từ trên ghế đứng lên đổ la ba người chỉ là đê giai luyện đan sư dĩ nhiên là không nhìn ra mạc thanh vân trong tay long hình hỏa diễm là tới từ võ hồn chi lực chuyển hóa ở tại bọn hắn đến xem, đây nên là một loại yêu thú trong cơ thể hỏa diễm, bị Mạc Thanh Vân dưới cơ duyên xảo hợp nhận được. Yêu hỏa là một chút cường đại hỏa hệ yêu thú trong cơ thể, ngưng tụ ra một loại hỏa diễm, đem luyện hóa sau có thể phụ trợ luyện đan. Mặc dù yêu hỏa cùng Địa Viêm Thạch đều có thể phụ trợ luyện đan, nhưng là hai kẻ có bản năng khác nhau. Đó phải thì phải yêu hỏa luyện hóa sau sẽ trở thành tự thân một loại bản năng, cũng không giống như Địa Viêm Thạch chỉ là đầy đủ làm thân phận của pháp bảo. Vì vậy, cái này làm cho rất nhiều luyện đan sư đối với lấy được yêu hỏa đổ xô vào. Nhưng là, nghĩ muốn lấy được yêu hỏa như thế nào vậy thì dễ dàng, loại chuyện này chỉ là có thể gặp mà không thể cầu. Cũng đúng là như vậy, đổ là ba người thấy Mạc Thanh Vân trong tay hỏa diễm mới sẽ lộ ra khiếp sợ như vậy cử động. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có thể nắm giữ yêu hỏa đây nên là một loại á huyết thống long tộc yêu thú trong cơ thể yêu hỏa không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa còn có cơ duyên như vậy triệu kỳ vẻ mặt khiếp sợ trong lòng cảm thán nói á long tộc yêu thú thực lực yếu nhất đều có thể mạnh hơn nguyên đan cảnh người thật không biết cái này tiểu gia hỏa là như thế nào nhận được này yêu hỏa thật là có đại khí vận a à. có chỗ này yêu hỏa trợ giúp không có gì bất ngờ xảy ra cái này tiểu gia hỏa có chính thành hy vọng trở thành cao giai luyện đan sư, thậm chí có thể trở thành đan vương. Từ vũ theo kích động nói. Cái này tiểu gia hỏa còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, hắn mang đến cho chúng ta kinh hỷ quá nhiều. Đan vương. Một nghĩ tới chỗ này, đổ la ba người chính là kích động không thôi lên. Nếu như bọn họ có thể bồi dưỡng được một vị đan vương lời nói, đây tuyệt đối là cuộc đời này một đại kiêu ngạo, có thể chỗ này sống đã không còn gì tiếc nuối. Ồ, đó Mạc Thanh Vân dường như nắm giữ một loại hỏa diễm, xem chừng cái đó hỏa diễm thật giống như rất mạnh. dáng vẻ là rất không tồi, chỉ là vật này thật có thể phụ trợ luyện đan sao. Nếu như không thể giúp giúp luyện đan, cũng là uổng công, không phải là đang đùa bảo thôi. So sánh với đổ la ba người kiến thức, người chung quanh còn kém chút, thấy vậy sau chỉ là tò mò mà thôi. Thanh Vân, hắn thật sự là mạc gia trong miệng phế vật sao? Nhìn sử dụng võ hồn ngọn lửa mạc thanh vân, mạc phi lâm vẻ mặt kích động, nắm thật chặt quả đấm. Trong mấy ngày nay, mạc thanh vân mang đến cho hắn kinh hỷ quá nhiều. Đầu tiên là chế biến ra trúc cơ dịch, đột phá tu vi, đoạt được phổ thông tiểu bối nguyệt thí đệ nhất, bỗng nhiên nổi tiếng. Bây giờ, càng là ở nơi này đang sư liên minh công hội chiêu thu đệ tử trong tỷ thí, lần nữa bỗng nhiên nổi tiếng, hiện ra thiên phú hơn người những chuyện này, nếu không phải là Mạc Phi Lâm chính mắt thấy được, đánh chết hắn, hắn là như vậy sẽ không tin tưởng. Bởi vì, hết thảy các thứ này quá kinh người, tới quá đột nhiên. Phi Lâm đứa cháu trai này, thật là khiến người ta quá ngoài ý muốn. Thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Ngô Nhu cũng là trong đôi mắt đẹp hào quang thoáng hiện, nhìn về phía Mạc Phi Lâm trong mắt nhiều hơn một tia ôn nhu. Cái này giả tiểu tử, thật sự là Mạc Phi Lâm đó gia họa cháu trai sao? loại kia nông thôn địa phương thế nào sẽ có như vậy yêu nghiệt thấy mạc thanh vân lần lượt cho thấy kinh người năng lực ngô tình thời khắc này trong lòng kinh hoàng tới cực điểm nếu như không phải chuyện biết trước mạc thanh vân là mạc phi lâm cháu trai đánh chết nạn cũng không tin mạc thanh vân đến từ xa xôi bắt mạc trấn giờ phút này đang lúc mọi người là mạc thanh vân cử động cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc thời khắc hai tay của mạc thanh vân như là tràn đầy ma lực giống như vậy tự như nước chảy mây trôi, đem từng loại tài liệu tự như đỉnh trong lò. Tại Mạc Thanh Vân đem từng loại tài liệu, bắt chước nhập trong lò thời khắc, những tài liệu kia dường như có được sinh mệnh một dạng. Tự như tinh đình điểm thủy vậy, tại đỉnh trong lò, bắt đầu nhảy lên. Thấy như vậy một màn sau, đổ la ba người nhất thời trận to cặp mắt, không thể tin được trước mắt mình thấy. Người khác không nhìn ra, Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển thủ pháp là cái gì, nhưng bọn họ có thể nhìn ra được. Tinh đình điểm thủy thủ Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển ra thủ pháp, lại là một loại rất cao minh thủ pháp luyện đan, tinh đình điểm thủy thủ. Mặc dù bình thường nhị phẩm luyện đan sư, cũng có thể nắm giữ như vậy một loại thủ pháp, nhưng thi triển ra lại không có Mạc Thanh Vân thuần thục. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân thi triển cái môn này thủ pháp thuần thục trình độ, đã cùng bọn họ mấy cái quê quán khỏa không phân cao thấp tiểu tử này thật chỉ có 15-16 tuổi sao? Thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện sau, đổ la mấy người nhất thời có loại cảm giác bị thất bại, cảm giác mình mấy năm nay sống đến cẩu trên người. Bất quá, tại ngắn mũi đánh bại sau khi, mấy cái quê quán khỏa nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt của, lần nữa biến thành kích động cùng lửa nóng. Nguyên bản, bọn họ tưởng rằng Mạc Thanh Vân thiên phú luyện đang đã rất cao, nhưng là, bọn họ bây giờ mới phát hiện, bọn họ vẫn là xem thường thiên phú của mạc thanh vân nhìn nhạc thái văn luyện đang thành công thật là nhanh à trước sau không cao hơn nửa giờ xem ra lần này đệ nhất không phải nhạc thái văn không thể thấy nhạc thái văn luyện đang thành công người chung quanh rối rít kính sợ nói đang lúc mọi người kính sợ cùng ánh mắt sụng bái hạ nhạc thái văn nắm luyện chế thành công khí huyết đan đi tới quan xuyên trước mặt nói quan xuyên trưởng lão đây là ta luyện chế khí huyết đan, xin ngươi kiểm tra một chút, tiếp đó, quan xuyên đem nhạc thái văn luyện chế khí huyết đan tra xét một phen, mặt lộ cười nhạt gật đầu một cái, nói. Không tệ, không tệ, nhất phẩm trung giai phẩm cấp. Nhất phẩm trung cấp. Nghe được quan xuyên lời nói, người chung quanh đều là trong lòng cả kinh, nhìn nhạc thái văn trong ánh mắt hiện ra kính sợ. Nhạc thái văn mới vừa 20 tuổi, liền có thể luyện chế nhất phẩm trung giai đang dược. Điều này thật sự là thật lợi hại. Tại ánh mắt của mọi người hạ, Nhạc Thái Văn vẻ mặt ngạo mạn, nhìn về phía còn đang luyện chế đang dược Mạc Thanh Vân, nói: "Bây giờ, ngươi còn cho rằng ngươi năng lực luyện đang mạnh hơn ta sao? Nhất phẩm trung giai rất ngưu sao?" Nghe được Nhạc Thái Văn lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh đáp lại một tiếng, thẳng nhiên nói: "Đừng có gấp, chờ ta luyện xong rồi lại nói." Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng thư viện chương 23 Nhất phẩm đỉnh dai Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 23 Nhất phẩm đỉnh dai Hừ Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể luyện chế ra cái gì dạng đang dược Nhạc thái văn sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng sau, hướng về một bên đi tới Đối với nhạc thái văn biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới Toàn tâm yên lặng đang luyện đang bên trong. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Bạn dời đổi theo thời gian, dần dần, bắt đầu có những người khác luyện đang thành công. Bất quá, bọn họ khí huyết đang phẩm cấp, so với nhạc thái văn nhất phẩm trung giai, đều phải kém hơn một chút. Thậm chí có ít người đang dược phẩm cấp, liền nhất phẩm cũng không tính, chỉ có thể coi là chuẩn nhất phẩm trình độ. Nhìn những thứ này luyện chế đang dược phẩm cấp, cũng không bằng mình, nhạc thái văn vẽ mặt vẽ đắc ý nhìn lại mạc thanh vân như cũ đang luyện đan nhạc thái văn trên mặt vẻ đắc ý lại nồng thêm vài phần nhìn mạc thanh vân cười lạnh nói tiểu tử ngươi cho rằng là như vậy kéo dài thời gian liền có thể luyện chế thành đan dược sao kéo dài thời gian nghe được nhạc thái văn lời này mạc thanh vân nhếch miệng lên hiện ra một tiên nghiền ngẫm nụ cười nói nếu ngươi như vậy vội vã bị đánh mặt ta thành toàn cho ngươi tại mạc thanh vân lời nói hạ xuống hắn đang trong đỉnh, liền tiêu tán ra một cổ đậm đà đan hương. Đây là đang dược luyện chế thành công biểu hiện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chính là giơ tay lên tại trong đan đỉnh chụp tới, đem trong lò đan đang dược vớt lên. Chín miếng. Mạc Thanh Vân này một lò, tổng luyện chế chín miếng khí huyết đan. Thấy như vậy một màn sau, mọi người chung quanh đều là vẻ mặt vừa kéo, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ một lò luyện chế một viên đan dược, Đều mệt đến chết đi sống lại Hơn nữa còn muốn lo lắng luyện đang thất bại Mà Mạc Thanh Vân rồi Lại có thể một lò luyện chế chính miếng Điều này thật sự là quá biến thái rồi Chính miếng Thấy Mạc Thanh Vân một lò luyện chế ra chính viên đang dược Nhạc Thái Văn trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên Cùng ăn cứt con ruồi vậy Kinh ngạc nói Không Không thể nào hắn thế nào khả năng một lò luyện chế ra chính viên đang dược Nhất định là ăn gian tiểu tử ngươi nhất định là tại an giang ngươi không thể nào một lò luyện chế ra chín miếng khí huyết đan nhạc thái văn ngữ khí kích động nói an giang nghe được nhạc thái văn lời này sau mạc thanh vân khinh thường cười một tiếng khinh bỉ nói ngươi không làm được cũng không có nghĩa là người khác không làm được vốn là ta tưởng rằng ngươi chỉ là năng lực luyện đang tương đối kém kình mà thôi bây giờ nhìn lại tâm tính của ngươi càng thêm không chịu nổi Người khác so xin chào đó chính là ăn gian, vậy người sau so người khác tốt thì không phải là ăn gian. Mạc Thanh Vân lại khinh bỉ nhìn nhạc Thái Văn một cái, khinh thường nói. Đáp lại nhạc Thái Văn mấy câu sau, Mạc Thanh Vân đem khí huyết đang nắm đến quan xuyên trước mặt, trầm giọng nói. Thỉnh quan xuyên trưởng lão kiểm tra. Ừ. Quan xuyên gật đầu một cái, từ Mạc Thanh Vân trong tay nhận lấy khí huyết đang, kỹ càng tra thoạt nhìn. Chỉ là nhìn một cái bên dưới, Quan Xuyên lập tức vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc nói. Nhất phẩm đỉnh dai, lại có thể chín miếng đều là nhất phẩm đỉnh dai khí huyết đan. Khiếp sợ ngắn mũi sau, Quan Xuyên trưởng lão sửa sang một chút tâm tình, nét mặt phức tạp nhìn một cái mặt thanh vân nói. Chín miếng khí huyết đan, đều là nhất phẩm đỉnh dai phẩm chất. Quan Xuyên trưởng lão vừa nói xong, tại chỗ chung quanh biến thành xôn sao. Nhất phẩm đỉnh dai, Mạc Thanh Vân luyện chế khí huyết đan, lại có thể nhất phẩm đỉnh giai. Gia khỏa này quá biến thái đi, một lò chính viên đang dược rồi coi như xong, còn viên viên đều là nhất phẩm đỉnh giai. Gia khỏa này thật chỉ có 16 tuổi sao? Hắn năng lực luyện đan, đều có thể so với nhị phẩm luyện đan sư đi. Hắn và Mạc Thanh Vân cạnh tranh đan sư liên minh công hội luyện đan học đồ vị trí người, thấy vậy sau, mỗi một người đều là buồn bực không thôi. Ha ha, hảo đồ đệ, biểu hiện thật không tệ, chưa cho vi sư mất thể diện thấy mạc thanh vân biểu hiện sau triệu kỳ vẻ mặt hưng phấn nói nhìn dáng vẻ của hắn tựa như mạc thanh vân có biểu hiện này tất cả đều là của hắn công lao một dạng nhưng là thật là thế này phải không triệu kỳ lão quỷ ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao thấy triệu kỳ bộ dạng đỗ la khinh bỉ nhìn hắn một cái nói đệ tử của ta có thể có biểu hiện này cùng ngươi có nửa xu quan hệ này rõ ràng chính là ta công lao có được hay không? Các ngươi không nên nháo, này rõ ràng là ta công lao được rồi. Từ Vũ cũng là không cam lòng yếu thế nói. Tiếp đó, ba cái lão đầu lần nữa phẫn nộ lên, hổ không nhượng bộ. Nhìn một bên Triệu Kỳ ba người tư thế, Quang Xuyên nhất thời không còn gì để nói, trong lòng than thầm. Này dường như cùng ba người các ngươi đều không có quan hệ đi. Đương nhiên, lời này Quang Xuyên là không dám nói chỉ có thể ở trong lòng phế phủ một chút, nhất phẩm đỉnh giai, Thanh Vân lại có thể luyện chế được nhất phẩm đỉnh giai đang dược. Biết được Mạc Thanh Vân luyện chế khí huyết đang phẩm cấp sau, Mạc Phi Lâm cơ hồ có hạnh phúc đã bất tỉnh cảm giác. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Thanh Vân có thể luyện chế nhất phẩm đỉnh giai đang dược, nguyên bản hắn cho rằng, Mạc Thanh Vân có thể luyện chế chuẩn nhất phẩm khí huyết đang cũng là không tệ rồi, nói như vậy, Thanh Vân bây giờ đã là nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Nghĩ lại sau, mạc phi lâm nhất thời ánh mắt sáng lên, thở dài nói: cái này tiểu hầu tử, thật là rất cho chúng ta thật là khổ a, à. tiểu tử này tới cùng giấu bao nhiêu bí mật a? À? nhất phẩm đỉnh giai, phi lâm đứa cháu trai này thật là không đơn giản, nếu như hắn thật nguyện ý giúp chúng ta mà nói, ngô nhu suy nghĩ, nếu như có mạc thanh vân trợ giúp, hay là nàng cùng mạc phi lâm ở giữa, thật rất có thể đánh vỡ gia tộc quấy nhiễu. tiểu tử này lại là nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư trước ta như vậy nói chuyện cùng hắn đã được kiến thức mạc thanh vân thật có thể lực sau ngô tình không khỏi cảm thấy một hồi sâu sợ không tự chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh lên t hắn sau đó phải là tiền ta trả thù ta nên làm thế nào rồi hả nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư cùng nhất phẩm sơ giai luyện đan sư chênh lệch có thể là lớn vô cùng nhất phẩm sơ cấp luyện đan sư lấy ngô tình gia tộc còn không cần để ý nhưng là nếu như là nhất phẩm đỉnh giai tựu phải thận trọng đối đãi hơn nữa mạc thanh vân vẫn là một cái như vậy trẻ tuổi nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư vương nghĩ tới chính mình lại có thể đắc tội một cái như vậy trẻ tuổi nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư ngô tình chính là hối hận tím cả ruột tìm mạc phi lâm đúng tìm hắn hỗ trợ ngắn mũi kinh hoảng sau ngô tình chính là hướng về mạc phi lâm nhìn hy vọng mạc phi lâm giúp nàng nói tốt một chút theo mạc thanh vân luyện chế ra nhất phẩm đỉnh giai khí huyết đan mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đã lần nữa biến hóa lên cứ như vậy thời gian chính là một chút xíu đi qua rất nhanh ba canh giờ đã đến vòng thứ ba luyện đan khảo nghiệm kết thúc tiến hành xếp hạng lấy mạc thanh vân hoàng mỹ phẩm cấp linh hồn cường độ lại thêm hắn luyện chế nhất phẩm đỉnh giai khí huyết đan dĩ nhiên là xếp hạng thứ nhất cho tới đệ nhị sao dĩ nhiên là nhạc thái văn rồi Bất quá, tất cả mọi người đều biết, tại đã được kiến thức Mạc Thanh Vân yêu nghiệt biểu hiện sau, kỳ thật cái này đệ nhị cùng thứ 100 trên lệch, cũng chính là vậy thì chuyện, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Top 100 xếp hạng đi ra sau, quan xuyên liền đem chi chuẩn bị trước sau thân phận bài, cho Mạc Thanh Vân đám người từng cái phát ra. Theo, thân phận bài phát ra xong sau, triệu kỳ ba cái lão đầu tựu không kịp đợi, đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Vừa lừa vừa dụ, đem Mạc Thanh Vân lôi vào đan sư liên minh công hội trong, đối với Mạc Thanh Vân bái sư chuyện này, tiến hành khắc sâu tham khảo cùng khuyên bảo. Mạc Thanh Vân thấy vậy, là là có chút bất đắc dĩ, cùng Mạc Phi Lâm nói một tiếng sau, theo ba cái lão đầu tiến nhập đan sư liên minh công hội. Mạc Thanh Vân theo ba cái lão đầu tiến nhập đan sư liên minh công hội trong, tự nhiên không phải dự định bái sư. Hắn kiếp trước nhưng là trên thiên hồn đại lục trẻ tuổi nhất đang tôn, bây giờ yêu cầu lại tam phẩm luyện đan sư vi sư sao? Ý nghĩ của hắn là, bây giờ trên người hắn nhất thanh nhị bạch, lấy này ba cái lão đầu của cải, nếu như tại trên người bọn họ moi chút chỗ tốt, đây là có thể là một kiện thật không tệ sự tình. Cứ như vậy, kế tiếp trong một đoạn thời gian, tu vi của hắn nhất định có thể được đến cực nhanh tăng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 24 Nhận lấy lễ vật bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 24 Nhận lấy lễ vật Theo tam lão tiến nhập đan sư liên minh công hội sau, Mạc Thanh Vân thuận tiện lấy hôm nay luyện đang quá mức hành khổ làm lý do, tìm một địa phương bế quan tu luyện lên. Mặt khác, khi tiến vào bế quan trước, Mạc Thanh Vân còn báo cho biết tam lão, để cho bọn họ hỗ trợ đối phó, tiếp theo những thứ kia tới tìm hắn người. Lấy Mạc Thanh Vân kiếp trước lịch duyệt, hắn tự nhiên đoán được, liên vân thành những thứ này thế lực lớn nhỏ biết được hắn hôm nay biểu hiện sau nhất định sẽ hướng hắn đưa ra mời chào tay hoặc là hướng hắn làm ra giao hảo cử chỉ mạc thanh vân sở dĩ đáp ứng tam lão đi tới nơi này đang sư liên minh công hội trong một lát cũng là vì tránh những người đó theo mạc thanh vân nếu như hắn tại thanh mộc thương hành nghĩ muốn tránh những người này có thể là có chút phiền phức nếu là vì vậy dẫn đến bọn họ đối với thanh mộc thương hành bất mãn đây đối với với thanh mộc thương hành ngày sau tại Liên Vân Thành phát triển không tốt. Mà bây giờ, hắn tại đan sư liên minh công hội bên trong, tự không cần có cái này cố kỵ, hết thảy đều sẽ có đan sư liên minh công hội đỡ lấy. Đỗ la ba người nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu sau, rất nhanh biết rồi Mạc Thanh Vân ý tưởng, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hảo đồ đệ A, à, ngươi ở nơi này an tâm nghỉ ngơi, vì sư bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi đổ la ba người đều là một vỗ ngực, hướng về phía Mạc Thanh Vân lời thề son sắc cam đoan. Tại đáp ứng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lúc, đổ la ba người nhìn về phía Mạc Thanh Vân nét mặt, lại thêm ra thêm vài phần vui mừng cùng vui vẻ yên tâm. Nguyên bản, ba người bọn họ còn lo lắng, Mạc Thanh Vân sẽ bởi vì đoạt được lần này đệ nhất, trong lòng dân lên kiêu ngạo tự mãn ý tưởng. Nhưng thấy trước mắt Mạc Thanh Vân cử động sau, tam lão lập tức biết rồi, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa hướng Tam lão giao phó xong sự tình sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp tiến nhập bế quan bên trong. Đan sư Liên Minh công hội, Mạc Thanh Vân nơi ở. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng dưới đất, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc bình ngọc, đổ ra một viên màu đỏ thẫm đang dược. Nếu là quan xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, đây chính là trước Mạc Thanh Vân luyện chế nhất phẩm đỉnh giai đan dược, khí huyết đan. Vốn là Mạc Thanh Vân luyện chế những thứ này khí huyết đan, là muốn nộp lên cho đan sư liên minh công hội. Nhưng bởi vì đổ la ba người mở miệng, quan xuyên liền đem này chính miếng khí huyết đan, lại trả Mạc Thanh Vân. Đối với chỗ này, Mạc Thanh Vân dĩ nhiên là sẽ không phản đối, bây giờ, hắn thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện rồi. Có này mấy viên khí huyết đan, tu vi của hắn lại có thể trong thời gian ngắn, nhanh chóng bước vào một bước dài. Khí huyết đan vừa vào miệng trong, mạc thanh vân tự cảm nhận được một cổ hào hùng tinh thuần dược lực tiêu tán đến huyết mạch của mình bên trong tại cổ dược lực này hạ mạc thanh vân có thể rõ ràng cảm nhận được máu thịt của mình đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ như vậy phát hiện sau khi mạc thanh vân chính là không chần chờ nữa lập tức luyện hóa bắt đầu hấp thu đảo mắt chính là năm ngày sau trải qua năm ngày điên cuồng luyện hóa khảo hạch lúc mạc thanh vân luyện chế chính miếng khí huyết đan toàn bộ bị hắn cho luyện hóa, hấp thu. Đêm này chính miếng khí huyết đang luyện hóa sau, Mạc Thanh Vân thu hoạch cũng là rất lớn, để tu vi của hắn trực tiếp từ thối thể tứ trọng, tăng lên tới thối thể tứ trọng tột cùng mức độ. Hiện tại hắn chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể nước chảy thành sông, để đột phá tu vi đến thối thể ngũ trọng. Mạc Thanh Vân thấy vậy sau, liền không có tiếp tục tu luyện đi xuống, chờ đợi nước chảy thành sông một khắc kia. Đình chỉ tu luyện. Mạc Thanh Vân liền hướng phòng đi ra ngoài, cười nhạt nói. Liên tiếp tu luyện 5 ngày, tứ thúc hẳn là rất lo lắng đi, về trước một chuyến thanh mộc thương hành. Chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, tại hắn mới vừa vừa mới mở ra cửa phòng lúc, liền thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Mấy cái này khuôn mặt chủ nhân, dĩ nhiên chính là đổ la ba người rồi. Các ngươi Thấy đổ la ba người, một mạch bảo vệ tại nhà của mình bên ngoài, Mạc Thanh Vân trong lòng dân lên một hồi cảm động. Hảo đồ đệ, tu luyện tốt rồi. Thấy Mạc Thanh Vân đi ra, triệu kỳ đầu tiên là cười một tiếng, theo, đem một cái túi càng không vứt cho Mạc Thanh Vân, nói. Trong này là mấy ngày nay trong, chúng ta thay ngươi nhận lấy lễ vật. Nhận lấy lễ vật. Nghe được Triệu Kỳ lời nói sau, Mạc Thanh Vân có chút ngạc nhiên, không hiểu hỏi một câu. Thấy Mạc Thanh Vân biểu tình nghi hoặc, triệu kỳ ba người gian trá cười một tiếng giải thích mấy ngày nay trong có không ít người tới thăm ngươi chúng ta tự thuận tiện thay ngươi vớt chút chỗ tốt bất quá ngươi yên tâm những thứ kia tên ngốc đang bị chúng ta vơ vét chỗ tốt sau toàn bộ bị chúng ta cho đuổi nghe được lời nói của ba người sau mạc thanh vân nhất thời một hồi buồn nôn trong lòng không còn gì để nói tới cực điểm đồng thời cũng thay những thứ kia giao hảo người của hắn cảm thấy bi ai gặp phải cái này ba cái lão gia hỏa bọn họ cũng coi là số đen tám kiếp rồi trong lòng cảm thán đồng thời mạc thanh vân đem túi càng khôn mở ra nhìn một cái nhất thời trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ đây là trăm năm nhị phẩm linh dược tuyết lang thảo trăm năm nhị phẩm linh dược tử quyển hoa còn có bốn mươi năm tam phẩm linh dược hỏa quỳ kim chi nhìn trong túi càng khôn từng loại linh dược mạc thanh vân nhất thời kích động trong lòng không dứt mừng thầm nói những thứ này tên ngốc xuất thủ ngược lại còn rất xa hoa. Có những linh dược này, hắn kế tiếp tốc độ tu luyện, nhất định sẽ lại tăng lên một cấp bậc. Trong thời gian ngắn, hắn không cần phải nữa là tài nguyên tu luyện thiếu, mà cảm thấy nhức đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem túi càng không này thu vào. Cho tới thu những người đó chỗ tốt, không thay bọn họ làm việc hậu quả, đây cũng không phải là Mạc Thanh Vân quản được rồi ngược lại, những linh dược này đều không phải là đổ la ba người thu, đến thời điểm, hắn tự đoán biết giả bộ hồ đồ thì tốt rồi. Hội trưởng, hai vị nguyên lão, ta dự định trước trở về một chuyến. Nhìn trước mắt đổ la ba người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Trở về một chuyến A. Nghe một chút Mạc Thanh Vân phải đi về, đổ la lập tức ánh mắt sáng lên, phụ họa nói. Ngươi ở nơi này nán lại đã mấy ngày, quả thật muốn trở về một chuyến, bằng không, nhà ngươi đại nhân đều muốn lo lắng, bất quá, trở về sau khi nhất định phải đem ngươi bái ta làm thầy sự tình, thật tốt cùng bọn họ nói một chút. Phi, đổ lão quỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không, rõ ràng là bái ta làm thầy có được hay không? Nghe được đổ la lời nói, triệu kỳ hai người lập tức không cam lòng yếu thế lên. Nhìn trước mắt tam lão cử động, Mạc Thanh Vân chính là cảm thấy không còn gì để nói, không biết nên nói chút ít cái gì tốt. Thấy Mạc Thanh Vân vẽ mặt, từ vũ hướng về phía hắn ra hiệu một cái, mở miệng nói hảo đồ đệ ngươi đi về trước đi chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến ừ mạc thanh vân gật đầu đáp một tiếng liền rời đi hiện trường hướng về đan sư liên minh công hội đi ra ngoài đối với đỗ la ba người cãi vã mạc thanh vân cũng không lo lắng ba người này cử động đều là tính cách gây ra cũng sẽ không vì vậy tổn thương hòa khí hơn nữa hắn cảm thấy hắn ở nơi đó mà nói chỉ có thể khiến cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn rời đi đan sư liên minh công hội sau mạc thanh vân trực tiếp trở lại thanh mộc thương hành bất quá tại mạc thanh vân trở lại thanh mộc thương hành sau để hắn có chút bất ngờ ngô nhu tỉ mùi hai người lại có thể đều ở chỗ này thấy vậy sau mạc thanh vân chính là lộ ra cười nhạt hướng về phía ngô nhu lên tiếng chào hỏi cười nói tứ thẩm các ngươi cũng tại a nghe được Mạc Thanh Vân gọi mình tứ thẩm, Ngô Nhu lập tức có chút ngượng ngùng. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng cũng cam lòng về, ngươi nếu là không trở lại nữa, ta đều chuẩn bị đi đan sư liên minh công hội đòi ngươi. Thấy Mạc Thanh Vân trở lại, Mạc Phi Lâm hướng về phía bả vai đánh một cái, cười ha ha một tiếng nói. Nhìn ra được, Mạc Phi Lâm hôm nay trong lòng không sai. Ngươi thiếu thổi, ta xem ngươi sợ rằng còn chưa tới đan sư liên minh công hội cánh cửa, liền muốn dọa đến chân như nhũng ra. Nghe được Mạc Phi Lâm khoát lát lời nói, Ngô Nhu liếc hắn một cái cười nói. Hắc hắc. Thấy mình khoát lát, bị Ngô Nhu phá hủy hậu thuẫn, Mạc Phi Lâm lúng túng cười một tiếng. Tiếp đó, Ngô Nhu chính là như vậy cùng Mạc Thanh Vân mấy người cười nói rồi một phen, bất quá, Ngô Tình ngược lại là rất ít lên tiếng. Có lẽ là cảm giác Ngô Tình lúng túng, Ngô Nhu mở miệng nói. Phi Lâm, hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai thúc điệt rồi ta cùng tỷ đi về trước ngày mai ta lại đến thăm các ngươi được nghe được ngô nhu lời nói sau mạc phi lâm gật đầu một cái liền vội vàng đứng lên nói ta đưa các ngươi ra ngoài chốc lát sau mạc thanh vân thấy vẻ mặt vui mừng mạc phi lâm trở lại cười nói tứ thúc ngô gia không ngăn cản ngươi và tứ thẩm rồi hả mạc gia biết được ngươi đạt được đan sư liên minh công hội khảo hạch đệ nhất đối với ta cùng ngô nhu trận quan hệ liền mở một con mắt nhắm một con mắt nghe được mạc thanh vân hỏi một chút mạc phi lâm vẻ mặt phức tạp nhìn một cái mạc thanh vân nói ta nghĩ bọn họ đại khái là muốn mượn chỗ này hướng ngươi lấy lòng nhắc tới tứ thúc cùng ngô nhu đây là dính hào quang của ngươi tứ thúc cũng đừng nói lời này giữa ngươi và ta có cái gì thơm lây không thơm lây câu chuyện Mạc Thanh Vân liền vội vàng khoát tay cắt đứt Mạc Phi Lâm, theo lại nói. Chỉ cần bọn họ không quấy nhiễu ngươi và tứ thẩm thì tốt rồi. Ngô Gia có chuyến này là, Mạc Thanh Vân ngược lại cũng không ngoài ý muốn, trừ phi người của Ngô Gia là người ngu, bằng không là sẽ không bỏ qua cái này giao hảo cơ hội của hắn. Một khi Ngô Nhu thành hắn tứ thẩm, vậy bọn họ nhưng chính là thông gia rồi, ngày sau chỗ tốt dĩ nhiên là gần quan được ban lộc. Điểm này ánh mắt, người của ngô gia vẫn phải có. Đúng rồi, ngươi tiếp theo có cái gì dự định, tiếp tục lưu lại đan sư liên minh công hội sao? Nghĩ đến đổ la ba người, Mạc Phi Lâm vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, còn nữa, đan sư liên minh công hội trong đó ba vị đại sư, có thể đều là vô cùng coi trọng ngươi, ngươi dự định lại ai là thầy? Không, ta dự định qua mấy ngày trở về Bắc Mạc Trấn, cho tới chuyện bái sư tình, chờ ta lần sau đến lại nói. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút sau, chậm rãi mở miệng nói như vậy cũng được ba ngày sau ta sẽ về trong tộc một chuyến đến thời điểm ngươi và ta cùng nhau đi mạc phi lâm gật đầu một cái nói được vậy thì ba ngày sau chúng ta cùng nhau trở về mạc thanh vân gật đầu một cái theo lại nói tứ thúc trở lại trong tộc sau ta hy vọng ngươi có thể thay ta đem liên vân thành trong sự tình bảo mật một hồi ta bây giờ còn không muốn người khác biết được rồi Mạc Phi Lâm nghe vậy sau, gật đầu đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 25 Thối thể ngủ trọng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 25 Thối thể ngủ trọng Thanh Mộc Thương Hành, Mạc Thanh Vân chỗ ở Cùng Mạc Phi Lâm thương lượng xong trở lại chớ gia sự tình sau, Mạc Thanh Vân một lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Vào giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đem Triệu Kỳ đưa cho hắn tam phẩm đang dược cố thể đang lấy ra, nuốt vào trong bụng luyện hóa. Cố thể đang vừa vào bụng trong, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cổ sau so khí huyết đang càng tinh khiết hơn, dồi dào dược lực từ cố thể đang trong tiêu tán đi ra, thẩm thấu đến huyết dịch của hắn cùng trong nhục thể. Tại cố thể đang dược lực dưới tác dụng, Mạc Thanh Vân cảm giác trên người ấm áp, huyết dịch của cả người cùng cơ nhục, tại một khắc đều đang nhảy nhóc một dạng. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời vào giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cũng biết cảm giác, thân thể của mình cường độ, đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ lên. Này có thể đang dược hiệu không sai. Như vậy phát hiện sau khi, Mạc Thanh Vân nhất thời sắc mặt vui mừng, không chần chờ nữa, lập tức luyện hóa, hấp thu cố thể đang dược lực. Một ngày sau, một mạch yên lặng tại trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thối thể ngũ trọng. Trải qua một ngày tu luyện, được sự giúp đỡ của cố thể đan, tu vi của hắn cuối cùng cũng nước chảy thành sông giống như đột phá, thành công tiến nhập thối thể ngũ trọng. Mặc dù tu vi tiến vào thối thể ngũ trọng, Mạc Thanh Vân cũng không có đến đây dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Bởi vì trong cơ thể cố thể đang dược lực, cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, còn có một bộ phận dược lực lưu lại tại trong cơ thể hắn. Lại một ngày sau tại mạc thanh vân không ngừng hấp thu hạ cố thể đang lưu lại dược lực cuối cùng cũng toàn bộ bị hắn hấp thu hết sạch dựa vào cái này mạc thanh vân liền định chỉ tiếp tục tu luyện trên mặt hiện đầy vẻ vui thích mạc thanh vân không nghĩ tới tại hoàn toàn hấp thu cố thể đang dược lực sau tu vi của hắn chẳng những đột phá đến thối thể ngũ trọng hơn nữa còn đem thối thể ngũ trọng cảnh giới hoàn toàn vững chắc ngay cả cách thối thể lục trọng cũng tiếp gần thêm không ít như vậy phát hiện sau Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn có loại cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày, tu vi của hắn nhất định sẽ tiến nhập thối thể lục trọng. Ngoại trừ đột phá tu vi ở ngoài, đàn hấp thu rồi cố thể đang sau, thân thể cường độ tăng lên, cũng để cho Mạc Thanh Vân mừng như điên không dứt. Bây giờ thân thể của ta cường độ, coi như là so với thối thể thất trọng người, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu đi. Cảm thụ một hồi tự thân thân thể cường độ, Mạc Thanh Vân gương mặt vẻ ngạo nghễ, trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Hắn tự tin, bây giờ coi như là thối thể thất trọng người, hắn cũng có sức đánh một trận. Tiếp đó, Mạc Thanh Vân chính là tu luyện một phen võ kỹ, cửu trọng băng cùng tật ảnh bộ, làm cho mình làm quen một chút bây giờ tự thân tình huống. Có lẽ là tu vi đột phá duyên cớ, trải qua một phen tu luyện sau, Mạc Thanh Vân phát hiện, võ kỹ, cửu trọng băng lại có thể để hắn tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn cho tới võ kỹ tật ảnh bộ mặc dù như cũ xuất phát từ chân tủy mức độ nhưng thi triển ra cũng càng là tùy tâm sở dục rồi đem tu luyện vũ kỹ một phen quen thuộc một hồi bây giờ thực lực bản thân sau mạc thanh vân khẽ nhíu mày trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi cách trở lại bắt mạc trấn còn có một ngày ta ngược lại là có thể thừa khoảng thời gian này trước luyện chế mấy lò đang dược cái ý niệm này vừa xuất hiện mạc thanh vân liền không chần chờ nữa lập tức động thủ luyện chế đang dược lên bây giờ trên người của ta có không ít nhị phẩm linh dược còn có từ vũ tặng cho ta đang đỉnh ngược lại là có thể bắt tay luyện chế một chút nhị phẩm đang dược như vậy suy nghĩ một chút sau mạc thanh vân liền đem từ vũ đưa hắn xích viêm đỉnh xuất ra sau đó đem luyện chế đang dược dược tài cùng linh dược lấy ra theo hết thảy đều chuẩn bị xong sau mạc thanh vân liền bắt đầu bắt đầu động thủ hắn lần này cần luyện chế là nhị phẩm đang dược thối thể đang, hiệu quả hạn chế khí huyết đang cùng cố thể đang giữa một loại đang dược. Âm. Mạc Thanh Vân tay phải nhẹ nhàng đánh một cái, một đoàn võ hồn chi hỏa, liền bị hắn đánh vào đến trong đan đỉnh. Đem võ hồn chi hỏa đánh vào trong đan đỉnh sau, Mạc Thanh Vân hai tay nhẹ một chút, như là chuồn chuồn lướt nước giống như vậy, đem một vị vị thuốc cùng linh dược, có thứ tự bỏ vào trong đan đỉnh, từ từ luyện hóa dược tài cùng linh dược bị bỏ vào đang đỉnh sau liền tại võ hồn chi hỏa luyện hóa hạ một chút xíu hòa tan bị luyện hóa hết tạp chất mấy canh giờ đang trong đỉnh hết thảy dược tài cùng linh dược tạp chất đều bị luyện hóa hết sạch thấy vậy sau mạc thanh vân vẽ mặt ngưng trọng mấy phần bắt đầu đem những linh dược này cùng dược tài tiến hành dung hợp ngưng tụ thành đan thành đan là luyện đan một cái rất mấu chốt quá trình coi như là mạc thanh vân cũng không dám khinh thường Tiếp đó, tại Mạc Thanh Vân dưới sự khống chế, trong đang đỉnh dược tại cùng linh dược, chậm rãi bắt đầu dung hợp vào một chỗ. Ước chừng một khắc chung sau, một cổ dư thừa đang hương, từ trong đang đỉnh tiêu tán rồi đi ra. Theo, trong đang đỉnh liền ngưng tụ ra 11 viên thanh sắc dược hoàng. Từ những thuốc này hoàng ánh sáng lộng lẫy nhìn lên, mỗi một viên cũng là thượng phẩm, hơn nữa. Từ bọn họ dược lực ba động đến xem, tuyệt đối không phải nhị phẩm sơ giai đang dược có thể nắm giữ. 11 viên, nhị phẩm đỉnh cấp thối thể đan, cũng không tệ lắm. Nhìn trứ đang dược trong tay, Mạc Thanh Vân lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Một lò luyện chế ra 11 viên nhị phẩm đỉnh cấp thối thể đan, lấy Mạc Thanh Vân tu vi trước mắt, đây cũng tính là cực hạn. Đối với chỗ này, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ là giờ phút này nếu là đổ la đám người ở chỗ này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn cũng không có nguyên lai Mạc Thanh Vân chân chính là đan sư cấp bậc, không phải nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư, mà là nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. 16 tuổi nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, đây nếu là nói ra, nhưng là sẽ hù chết không ít người. Có này 11 viên thối thể đan, nên đủ ta tu luyện tới thối thể lục trọng rồi. Cẩn thận đem 11 viên thối thể đan, thu vào một cái bình ngọc bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ trướng. Đem thối thể đan thu cất sau, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lần nữa tu luyện, bất quá vào lúc này, Mạc Phi Lâm nhưng ở bên ngoài gõ cửa tìm hắn. Tiếp đó, Mạc Thanh Vân từ Mạc Phi Lâm trong miệng biết được, Ngô Gia Gia Chủ đến, nói muốn gặp thấy hắn. Ngô Gia Gia Chủ Nghe Mạc Phi Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày một cái, lộ ra một luồng nghiền ngẫm nụ cười, thầm nói, như thế xem ra, này Ngô Gia là ngồi không yên, bất quá gặp mặt cũng tốt, có thể thay tứ thúc giải quyết xong một cọc tâm tư. Chốc lát sau, Mạc Thanh Vân liền theo Mạc Phi Lâm cùng nhau, đi tới thanh mộc thương hành trong phòng khách. Chỉ thấy, giờ phút này bên trong phòng khách, đã ngồi ba người, một người đàn ông trung niên cùng hai cái cô gái trẻ tuổi. Hai cái cô gái trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Ngô Nhu Tỷ Mùi, như vậy thứ nhất, đó cái trung niên chắc là Ngô Gia Gia chủ Ngô Bỉnh Thiên rồi. Vị này chắc là Mạc Thanh Vân Tiểu Huynh Đệ Đi, quả nhiên là Tuấn Tú Lịch Sự, anh hùng xuất thiếu niên A. À ngô bỉnh thiên vừa thấy mạc thanh vân đến chính là nhiệt tình hướng về mạc thanh vân nên đón lộ ra sang sảng nụ cười mạc thanh vân nghe được ngô bỉnh thiên đối với hắn gọi sau nhất thời không còn gì để nói cái trán một hồi toát ra mồ hôi lạnh tiểu huynh đệ ngô bỉnh thiên hẳn là mạc phi lâm cha vợ dựa theo bị phân mà nói ngô bỉnh thiên nếu so với hắn lớn hơn hai thế hệ rồi bây giờ ngô bỉnh thiên lại có thể gọi hắn tiểu huynh đệ này bối phận tự hồ có hơi loạn a à. ngô gia chủ khách khí mời ngồi mạc thanh vân thấy vậy cũng là khách sáo cười một tiếng hướng ngô bỉnh thiên đưa tay ra dấu mời thấy mạc thanh vân một bộ lạnh nhạt vẻ mặt ngô bỉnh thiên vẻ mặt hơi sững sờ nhìn về phía mạc thanh vân ánh mắt của đổi một cái vào giờ khắc này mạc thanh vân tại ngô bỉnh thiên trong lòng đánh giá lập tức bị tăng cao mấy phần trước mắt cái này tiểu gia hỏa Dường như so hắn tưởng tượng trong ưu tú hơn, có viễn siêu tự thân tuổi trầm ổn cùng lão luyện. Nếu không phải thấy Mạc Thanh Vân đó mang theo non nớt dung nhan, giờ phút này Ngô Bỉnh Thiên thậm chí sẽ tưởng rằng ngồi ở trước mặt hắn là một cái sống hơn trăm tuổi lão gia hỏa. Ngô gia chủ, ta nghe nói, ta tứ thúc nghĩ muốn lấy tứ thẩm, cần phải chuẩn bị một vạn nguyên linh thạch thật sao? Ngồi xuống sau, Mạc Thanh Vân không lòng vòng quanh co, hướng về phía Ngô Bỉnh Thiên hỏi. Nghe một chút Mạc Thanh Vân lời này sau, giờ phút này không chỉ Ngô Bỉnh Thiên trận tròn mắt, ngay cả một bên Mạc Phi Lâm mấy người cũng trận tròn mắt. Mạc Thanh Vân cái này cũng quá trực tiếp đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 26 Ngươi luyện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 26 Ngươi luyện Ách Tại Mạc Thanh Vân lời nói hạ Ngô Bỉnh Thiên một hồi cười khanh khách, dừng một chút sau, nói Ất Ất, à, à, những thứ này đều là đùa giỡn, chẳng qua là lúc đó đối với Phi Lâm một khảo nghiệm thôi, một vạn tệ nguyên linh thạch coi như là ta Ngô Gia cũng không cầm ra à. Nghe được Ngô Bỉnh Thiên lời này sau, mặt Phi Lâm cùng Ngô Nhu đều là vẻ mặt biến đổi, trong lòng dần lên trở nên kích động, nhìn về phía mặt Thanh Vân trong ánh mắt của, nhiều hơn một luồng cảm kích. Đó Ngô Gia chủ có ý tứ là Thấy Ngô Bỉnh Thiên thái độ sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, tiếp tục hỏi. "Ặc ặc, chỉ cần Phi Lâm cùng Nhu Nhu hai người là thật tâm, xính lễ chỉ là một cái hình thức mà thôi." Ngươi nói, Thanh Vân tiểu huynh đệ. Ngô Bỉnh Thiên ặc ặc cười một tiếng sau, hướng về phía Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn. Thấy Ngô Bỉnh Thiên cái biểu tình này sau, Mạc Thanh Vân nhất thời không còn gì để nói, lúng túng cười nói. "Ặc ặc, đây là tự nhiên." gặp mạc thanh vân lộ ra vẻ mặt bối rối ngô bỉnh thiên khóe miệng nổi lên một luồng cười nhạt thầm nói tới cùng còn là cái tiểu tử chưa ráo máu đầu tùy tiện lừa bịp mấy cái liền đi qua mạc phi lâm sự tình thương lượng xong sau mạc thanh vân chính là trong lòng buông lỏng một chút giải quyết xong rồi một cọc tâm tư theo hắn lại cùng ngô bỉnh thiên nói chuyện với nhau một chút những chuyện khác tỉ như hắn lúc nào ra tay giúp bọn họ ngô gia luyện chế một chút đang dược các loại đương nhiên luyện chế đan dược cũng không phải là bây giờ mà là phải chờ tới hắn lên cấp nhị phẩm luyện đan sư sau tại ngô gia trong mắt nhất phẩm đan dược công dụng cũng không phải là rất lớn nếu như có đầy đủ vốn nhất phẩm đan dược vẫn có rất nhiều con đường có thể được đến cho nên dưới cái nhìn của bọn họ đợi mạc thanh vân lên cấp nhị phẩm luyện đan sư sau lại để cho mạc thanh vân xuất thủ thích hợp hơn bọn họ tin tưởng lấy thiên phú của mạc thanh vân lên cấp nhị phẩm luyện đan sư hẳn không cần bao lâu. Thời gian này, bọn họ ngô gia hay là chờ đắc khởi. Ước chừng một giờ sau, ngô Bỉnh Thiên gặp một ít chuyện thương nghị thỏa đáng, liền hài lòng cười nói. Nếu như vậy, thanh vân tiểu huynh đệ, ta sẽ không quấy rầy ngươi, hôm nay lão ca ta tự cáo từ trước, ngày khác lão ca lại đến cùng ngươi một lát. Nghe được ngô Bỉnh Thiên lời này sau, mặt thanh vân lần nữa cái trán bốc lên một hồi mồ hôi lạnh, than thầm xem ra, này bối phận là triệt để rối loạn. Bất quá, Mạc Thanh Vân vẫn là cười nhạt đáp lại. Ngô gia chủ, đi thông thả, ta tiễn ngươi. Đưa đi Ngô Bỉnh Thiên sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm lại mấy người nói chuyện với nhau một phen, liền trở lại chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Mạc Thanh Vân biết, bây giờ Ngô Bỉnh Thiên thầm chấp nhận Mạc Phi Lâm hai người quan tâm, hai người hẳn là có rất nhiều lời phải nói. Trở lại chỗ ở sau, Mạc Thanh Vân lấy ra một khỏa thối thể đang uống vào, bắt đầu luyện hóa, bắt đầu hấp thu. Thối thể đang vừa vào bụng trong, chính là hóa thành một đạo tinh thuần dược lực, từ từ rèn luyện Mạc Thanh Vân thân thể cường độ. Tại thối thể đang dược lực hạ, Mạc Thanh Vân cảm giác, thân thể của mình tự như một khối thiết phôi giống như vậy, đang tiếp thụ trứ thiên truy bách luyện nện, tại một chút xíu trở nên mạnh mẽ trướng. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hết viên thứ ba thối thể đang lúc, ngoài nhà lần nữa truyền tới Mạc Phi Lâm lời nói. Là Mạc Phi Lâm tại thông báo hắn, chờ chút liền muốn lên đường trở lại Mạc Gia rồi. Thấy vậy sau, Mạc Thanh Vân liền định chỉ tiếp tục tu luyện, lau mặt chải tóc một phen, cùng theo Mạc Phi Lâm cùng nhau trở lại Mạc Gia. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân đám người trở lại Mạc Gia. Trở lại Mạc Gia sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Phi Lâm tách ra, hướng về chỗ ở của mình trở lại. Chốc lát sau, Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình, chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất ngờ. Giờ phút này chỗ ở của hắn, có lưỡng đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của, đang ở nơi đó cười đùa. Thấy hai cái này bóng người đẹp để sau, Mạc Thanh Vân vẽ mặt kinh ngạc, có chút kinh ngạc hỏi, hân tỷ, Mạc Tiếu, các ngươi thế nào ở chỗ này? Thế nào? Không hoan nghênh a à. Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai nữ nghe vậy sau, đều là ưỡng ngực đầy đặn, ra vẻ không vui nói, liếc Mạc Thanh Vân một cái. Nhìn hai nữ bộ ngực dân trào, Mạc Thanh Vân nhất thời một hồi chột dạ, chê cười nói. Không, không phải, chỉ là có chút quá ngoài ý muốn. Coi như ngươi thức thời. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Mạc hơn hai nữ mặt lộ vẻ hài lòng, cười thầm lẫn nhau nháy mắt một cái. Theo, Mạc hơn chính là mặt lộ giảo hoạt nụ cười, nhìn Mạc Thanh Vân cười nói. Thanh Vân, nghe nói ngươi và tứ thúc đi liên vân thành, trong thành thú vị sao? Có hay không mua quà cho chúng ta à? Lễ vật. Nghe một chút mạc hơn lời nói, mạc thanh vân nhất thời cảm thấy đau cả đầu, lần nữa có chút chột dạ lên. Đùa gì thế? Hắn kiếp trước nhưng là đường đường chí tôn cảnh cường giả, trên thiên hồn đại lục trẻ tuổi nhất đang tôn, sống mấy trăm năm lão quái vật, để hắn cho hai thiếu nữ chọn lễ vật, này có tỷ lệ sao? Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là lời này Mạc Thanh Vân cũng không dám nói thẳng. Ấp úng chốc lát sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cất cao giọng nói. Đương nhiên là có chuẩn bị lễ vật, các ngươi không nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Tiếp đó, Mạc Thanh Vân liền từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra bốn viên thối thể đan, chia ra cho rồi Mạc hơn hai nữ một người hai viên. Đan dược Nhìn trong tay màu xanh biết đan dược, hai nữ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng dân lên một hồi ngọt ngào đang dược đối với các nàng mà nói có thể là phi thường hy có thứ cho dù là nhất phẩm đê giai đang dược cũng giống vậy như thế xem ra mạc thanh vân thật là có tâm bắc mạc trấn không thể so với liên vân thành có đan sư liên minh công hội tồn tại thỉnh thoảng sẽ từ đan sư liên minh công hội trung lưu ra một chút đan dược bán ra bắc mạc trấn trong đan dược phần lớn đều là từ liên vân thành qua tay tới cực kỳ ít ỏi trân quý đây cũng là mạc hơn hai nữ, thấy mạc thanh vân trong tay đang dược sau, mặt lộ kinh ngạc duyên cớ. Thấy hai nữ mặt lộ vẻ hài lòng, mạc thanh vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Lần này ta đi tới Liên Vân Thành, mua rất nhiều dược tài cùng linh dược, này bốn viên thối thể đan, chính là ta dùng những dược liệu kia cùng linh dược luyện chế mà thành, đặc biệt tặng cho các ngươi coi như lễ vật. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân gặp hoảng đã vải, dứt khoát bước lên gia hộ hát tuồng kịch lên, tiếp tục mặt dày muôn nhắc tới. Ngươi luyện. Nghe một chút đang dược là Mạc Thanh Vân chính mình luyện, Mạc Hân cùng Mạc Tiếu đều là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng ngoại ý muốn không dứt. Bất quá, nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Mạc Hân cùng Mạc Tiếu kinh ngạc là không cùng một dạng. Mạc Tiếu là kinh ngạc, là ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân còn có bản lãnh như vậy. Mà Mạc Hân kinh ngạc, chính là ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lại chỉnh ra nhiều kiểu mới rồi, từ lần trước trúc cơ dịch thăng cấp đến rồi đang dược mặc dù này tiến bộ dường như thật lớn hơn nữa đang dược này thoạt nhìn dáng vẻ cũng rất tốt nhưng là mạc hơn nàng không dám ăn a à. ai biết mặt thanh vân luyện chế thời điểm dùng là cái gì tài liệu ăn đi sẽ có hay không có tác dụng phụ a à? Vạn nhất nếm ra phiền toái đến vậy coi như không xong nàng chẳng lẽ còn tìm mạc thanh vân phiền toái hay sao lại nói thế nào mạc thanh vân cho nàng đang dược đây cũng là một mảnh khó được lòng tốt a. À. Tiếp đó, Mạc Hân trong đầu liền là nhanh bắt đầu nghĩ ngợi, ngắn ngủi nghĩ ngợi sau, Mạc Hân ánh mắt sáng lên, hướng về phía Mạc Tiếu nói. Tiếu Tiếu, Thanh Vân có lòng này thì tốt rồi, đang dược chúng ta vẫn là trả lại cho hắn đi, chung quy đang dược này quá trân quý. Mạc Hân sở dĩ nói như vậy, cũng là lo lắng Mạc Tiếu dùng đang dược sau, sẽ xuất hiện cái gì sơ suất. Mạc Tiếu cũng không có Mạc Hân nghĩ đến vậy thì nhiều, nghe được Mạc Hân như vậy nói một chút sau, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền đem đang dược trả Mạc Thanh Vân nói. Hân tỷ nói không sai, đang dược vẫn là trả lại cho ngươi đi, lần sau nhớ mang cho ta điểm khác lễ vật thì tốt rồi. Thấy Mạc Hân hai người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn hai nữ cử động. Bất quá, ngắn mũi kinh ngạc sau, Mạc Thanh Vân liền thấy Mạc Tiếu nói. Mạc Tiếu, Hân tỷ tu vi đã là thối thể thập trọng, thối thể đang đối với nàng hiệu quả không lớn, nhưng là, ngươi bây giờ tới gần thối thể ngũ trọng đột phá khẩu, chỉ cần ngươi dùng một viên thối thể đan, tu vi của ngươi liền có thể lập tức tiến nhập thối thể ngũ trọng. Thật? Mạc Tiếu nghe vậy sau, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ mà hỏi. Thấy Mạc Tiếu như vậy nét mặt sau, Mạc Hân chính là ở một bên trong lòng bối rối, nhưng nhưng lại không tiện mở miệng ngăn trở để mạc tiếu không cần ăn cái này thối thể đang ừ nghe được mạc tiếu lời nói mạc thanh vân gật đầu xác nhận đến được kia ta bây giờ tự ăn một viên thấy mạc thanh vân gật đầu mạc tiếu cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đem một viên thối thể đang uống vào thấy mạc tiếu đem thối thể đang uống vào mạc Hân chính là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng tiếu tiếu đây chính là chính ngươi muốn ăn ăn xảy ra vấn đề cũng chớ có trách ta a à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 27 Đột phá Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 27 Đột phá Thối thể đang vừa ra mạc tiếu trong miệng, liền hóa thành tinh thuần dược lực, thẩm thấu đến mạc tiếu trong cơ thể, thối thể trướng mạc tiếu thân thể. Như vậy phát hiện sau khi, trên mặt mạc tiếu lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, nhanh chóng luyện hóa dược lực lên theo thối thể đang dược lực từ từ bị luyện hóa mạc tiếu khí thế trên người bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ lên ước chừng một khắc chung sau mạc tiếu khí thế trên người cuối cùng cũng đạt tới mức cực hạn thối thể ngũ trọng được sự giúp đỡ của thối thể đang giờ khắc này mạc tiếu tu vi cuối cùng cũng đột phá đến thối thể ngũ trọng đột đột phá cảm nhận được mạc tiếu khí thế trên người biến hóa mạc hơn nhất thời trận to cặp mắt trong lòng cảm thấy khó tin tại mạc tiếu uống vào thối thể đan sau trong lòng của nàng nghĩ đến vô số loại khả năng nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới mạc tiếu ăn thối thể đan sau tu vi của nàng sẽ trực tiếp nhận được đột phá chẳng lẽ hắn lại chế tạo thành công điều này sao khả năng cái ý niệm này vừa xuất hiện sau mạc hơn nhất thời cảm thấy đầu một hồi mê muội trong lòng như cũ khó tin lúc nào đang dược biến thành như vậy tốt nghiên chế theo, Mạc Hân chính là trận to cặp mắt, như là nhìn quái vật giống vậy nhìn Mạc Thanh Vân, nhìn đến Mạc Thanh Vân trong lòng một hồi sợ hãi. Tại Mạc Hân cảm thấy khó tin thời điểm, Mạc Tiếu Đình chỉ tu luyện, sắc mặt vui mừng đối với Mạc Thanh Vân nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi a, à, Thanh Vân. Không cần khách khí. Đối với Mạc Tiếu cảm tạ lời nói, cười nhạt đáp lại. Bất quá, khi hắn thấy Mạc Tiếu bộ ngực đầy đặn sau, chính là không tự chủ chột dạ lên, thầm nói, vậy liền coi là ta, nguyệt thí trong sờ ngươi bạch thỏ hồi báo đi. Đương nhiên, lời này Mạc Thanh Vân là không dám nói. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm phế phủ lúc, Mạc Tiếu mặc lộ cảm kích, đem còn dư lại cái viên này thối thể đang đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt nói. Thanh Vân, này thối thể đang quá trân quý, ta đã dùng một viên để đột phá tu vi rồi, còn dư lại này cái vẫn là trả lại cho ngươi đi. Thấy Mạc Tiếu cử động sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Mạc Tiếu, hảo cảm tăng thêm mấy phần, cười nói: "Ngươi nắm đi, thối thể đang ta còn có, ngươi bây giờ tu vi vừa mới đột phá, lại dùng một quả mà nói, có thể để cho tu vi của ngươi cũng cố một chút tư." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Tiếu chính là không khéo gật đầu một cái, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt của, nhiều hơn một tia cái khác màu sắc, dường như quyết định cái gì quyết tâm vậy. Mạc Tiếu biểu tình biến hóa. Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện, đáp lại Mạc Tiếu một câu sau, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Hân, cười nói. Hân tỷ, thối thể đang mặc dù đối với ngươi tu vi bây giờ tăng lên, không có hiệu quả quá lớn, nhưng có thể thối thể nhục thể của ngươi cường độ, hai cái này viên thối thể đang ngươi nắm đi. Trước mắt kiến thức thối thể đang hiệu quả, Mạc Hân tự nhiên không hoài nghi nữa thối thể đang hiệu quả, có chút ngượng ngùng nói. Hắc hắc, như vậy ta sẽ không khách khí. Đem thối thể đang thu cất sau, Mạc Hân lộ ra vẻ hiếu kỳ, hướng về phía Mạc Thanh Vân hỏi, "Ngươi hãy thành thật nói với ta, này thối thể đang thật sự là ngươi luyện chế?" Bị Mạc Hân như vậy hỏi một chút, Mạc Thanh Vân nhất thời có chút không còn gì để nói, đáp lại: "Xác thực là ta luyện chế, có cái gì không đúng sao?" Dường như lo lắng Mạc Hân không tin, Mạc Thanh Vân không tự chủ lại giải thích một câu: "Còn nữa, bây giờ ta đã là nhị phẩm luyện đan sư." ngoài trừ thối thể đang ở ngoài ta còn biết luyện chế rất nhiều loại những đan dược khác nhị phẩm luyện đan sư nghe được mạc thanh vân lời này sau mạc hơn hai người đều là vẻ mặt sững sờ có chút kinh ngạc mạc thanh vân lời nói C. chỉ là ngắn mũi kinh ngạc sau mạc hơn cùng mạc tiếu chính là che miệng cười một tiếng hiển nhiên là đối với mạc thanh vân lời này biểu thị hoài nghi tiểu tử thúi bất ở chỗ này thổi Ngươi làm nhị phẩm luyện đan sư cùng thối thể nhị trọng tu vi võ giả vậy a, à. tùy tùy tiện tiện là có thể đạt tới, chúng ta toàn bộ bắt Mạc trấn trong, sợ rằng cũng không có năm cái nhị phẩm luyện đan sư đi. Mạc Hân liếc Mạc Thanh Vân một cái, hiển nhiên là đối với Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, không một chút nào tin tưởng. Nghe được Mạc Hân nói như vậy, Mạc Thanh Vân nhất thời vẻ mặt ủy khuất, trong lòng có chút buồn rầu. Thấy Mạc Thanh Vân buồn bực dáng vẻ, mạc hơn chính là lần nữa cười một tiếng, nói. Bất quá, ngươi nói láo gián vẻ, ngược lại đâu ra đấy, tương đối có thành tựu. Ta thật sự là nhị phẩm luyện đan sư, không chỉ có như thế, ta tại trong liên vân thành, còn đạt được đan sư liên minh công hội đệ tử khảo hạch đệ nhất danh. Mạc Thanh Vân quỷ thần xui khiến lại giải thích một câu. Đan sư liên minh công hội, đó là cái gì địa phương? Mạc Hân cùng Mạc Tiếu hai nữ, đầu tiên là sững sờ, theo liền cười càng vui vẻ hơn, Mạc Hân lại nói. Tốt rồi, ngươi không cần giải thích, mặc kệ đang dược này là chính ngươi luyện, cũng là ngươi mua, ngươi phần này tâm ta cùng tiếu tiếu lĩnh từ. Mạc Tiếu gật đầu một cái, nói. Thanh Vân, ngươi cũng không nên nhục chí, ta tin tưởng có một ngày, ngươi nhất định sẽ trở thành nhị phẩm luyện đan sư, khanh khách. Nhìn Mạc Hân hai nữ cử động, Mạc Thanh Vân nhất thời cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, cũng khó lại giải thích. Lúc trước hắn còn lo lắng, hắn tại Đan sư Liên Minh công hội chiêu thu đệ tử trong khảo hạch, đạt được đệ nhất sự tình bị người nhà họ Mạc biết sau, sẽ có một chút phiền toái xuất hiện. Bây giờ nhìn lại, tự hồ là hắn lo ngại, chuyện như vậy nói ra, dường như căn bản không có người sẽ tin tưởng a. À. Chung quy, nhị phẩm luyện đan sư đối với Mạc gia người mà nói, thật sự là quá xa vời một chút. Hả, đúng rồi, cùng ngươi nói hồi lâu, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi chuyện chính cùng mạc thanh vân lại vui đùa một hồi sau mạc hơn bỗng nhiên nghiêm mặt nói ta nghe nói gần đây mạc hải dường như nhận được một chút kỳ ngộ chẳng những thương thế toàn bộ tốt rồi hơn nữa tu vi còn đạt tới thối thể ngũ trọng đỉnh phong hạ khóa nguyệt thí thời điểm tu vi của hắn rất có thể sẽ đột phá đến thối thể lục trọng ngươi đến thời điểm gặp phải có thể cẩn thận một chút mạc hải thu được kỳ ngộ nghe được tin tức này mạc thanh vân có chút ngoài ý muốn bất quá cũng không có để ở trong lòng. Thối thể lục trọng mặc dù không yếu, nhưng vẫn không thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Không chỉ có như thế, Mạc Hải trước còn tuyên bố, hạ khóa nguyệt thí thời điểm, nếu như gặp phải lời của ngươi, hắn nói, hắn muốn đánh gãy hai chân của ngươi hai tay. Mạc Tiếu vẻ mặt lo lắng, bổ sung một câu sau, hướng về phía Mạc Thanh Vân khuyên. "Thanh Vân, theo ta thấy, hạ khóa nguyệt thí thời điểm, ngươi gặp phải Mạc Hải, cũng không cần giao thủ với hắn rồi, bây giờ Mạc Hải thực lực thật rất mạnh. Rất mạnh. Nghe được Mạc Tiếu lời này sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một luồng nghiền ngẫm nụ cười, cũng không có đem Mạc Hải để ở trong lòng. Bất quá, vì để cho Mạc Tiếu hai nữ yên tâm, Mạc Thanh Vân vẫn là cười nhạt đáp lại một câu, nói: "Ừ, đến thời điểm ta sẽ cẩn thận." Thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hai nữ an tâm, đều là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Mạc Hân hai nữ cùng Mạc Thanh Vân lại nói chuyện với nhau một phen, liền trước sau rời đi. Bất quá, đó Mạc Tiếu lúc rời đi, lại là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cuối cùng, nàng vẫn là không có mở miệng, theo Mạc Hân cùng rời đi. Hạ khóa nguyệt thí trong, đánh gãy ta hai tay hai chân. Mạc Tiếu hai nữ đi xong, Mạc Thanh Vân hồi tưởng Mạc Tiếu lời nói mới rồi, trong miệng hiện ra một luồng nghiền ngẫm nụ cười đi ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân cũng không có lười biếng, lấy ra một viên thối thể đang uống vào, lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Mặc dù hạ khóa nguyệt thí, hắn không có để ở trong lòng, nhưng cuối năm tộc bỉ, hắn lại không dám khinh thương. Đó mạc thương cũng không phải là mạc hải hàng ngũ có thể so, bây giờ mạc thương tu vi đã đạt đến thối thể cửu trọng, cuối năm tộc bỉ thời điểm, có thể sẽ đạt tới thối thể thập trọng. Bây giờ khoảng cách cuối năm, chỉ có hai tháng không tới thời gian, thời gian gấp vô cùng vội vã, không cho phép hắn thư giãn chút nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 28 Ngươi sẽ không vừa ý ta à, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 28 Ngươi sẽ không vừa ý ta à Mạc Tiếu hai nữ sau khi rời đi, tiếp theo mấy ngày cũng chưa từng có đến, hẳn là tại luyện hóa thối thể đang Đối với lần này, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm yên lặng tại trong tu luyện Năm ngày sau, Mạc Thanh Vân còn dư lại trên người mấy viên thối thể đan, tại mấy ngày nay trong, toàn bộ bị hắn luyện hóa, hấp thu hết sạch. Vào giờ khắc này, một mạch nhắm mắt tu luyện Mạc Thanh Vân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Thối thể lục trọng. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, giờ phút này, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá đến thối thể lục trọng. Cuối cùng cũng đột phá đến thối thể lục trọng rồi. Tu vi đột phá, để mạc thanh vân trong lòng tràn đầy vui sướng thầm nói cách nguyệt thí còn có nửa tháng có lẽ có cơ hội tại nguyệt thí trước trùng kích một hồi thối thể thất trọng thối thể thất trọng là thối thể cảnh một cái ranh giới một khi đột phá tu vi thối thể thất trọng trong cơ thể sẽ gặp ngưng tụ ra nội kình lực thực lực tăng lên gấp bội bất quá trước mắt trên người ta đang dược đã dùng xong vẫn phải là luyện chế mấy lò đang dược mới được mạc thanh vân như vậy suy nghĩ một chút sau liền không chần chờ nữa trực tiếp đem xích viêm đỉnh lấy ra bắt đầu luyện chế đang dược lên bằng vào ta thực lực bây giờ có thể nếm thử luyện chế tam phẩm đang dược mạc thanh vân trong lòng tính toán chợt liền đem từng loại dược tài cùng linh dược liền bị mạc thanh vân lấy ra ngay cả bụi cây kia tam phẩm linh dược hỏa quỳ kim chi giờ phút này cũng bị mạc thanh vân lấy ra ngoài lần này hắn dự định nếm thử một chút luyện chế tam phẩm đang dược toàn kính đan toàn kính đan, là một loại dược lực tương đối bá đạo đang dược, không những có thể thối thể thân thể, còn có thể tăng lên ngưng tụ nội kinh tốc độ. Gặp hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu động thủ luyện chế kính toàn đan. Nổi lửa, dung luyện, tinh luyện, dung hợp, thành đan. Mấy ngày sau, một cổ đậm đà đan hương, từ xích viêm đỉnh bên trong tản ra. Đây là đan dược luyện chế thành công biểu hiện. Kính toàn đan thành thấy vậy sau, Mạc Thanh Vân chính là vẻ mặt vui mừng, mở ra đang đỉnh, từ trong đêm kính toàn đang từ trong lấy ra. Tổng cộng 7 miếng, mỗi một viên đều là tam phẩm trung giai tiêu chuẩn. 7 miếng, tam phẩm trung giai. Nhìn trong tay toàn kính đan, Mạc Thanh Vân cười nhạt, đối với thu hoạch này coi như hài lòng. Phẩm cấp hơi kém một chút, bất quá cũng cũng tạm được. Bây giờ toàn kính đan đã luyện chế thành công, nên tiếp tục tu luyện rồi. Tiếp đó, mạc thanh vân liền đem một viên toàn kính đang uống vào tiếp tục tu luyện lên toàn kính đang vừa bị mạc thanh vân uống vào chính là hóa thành rồi tinh thuần dược lực tiêu tán đến mạc thanh vân trong cơ thể thấy vậy sau mạc thanh vân không chần chờ nữa lập tức bắt đầu đối với cổ dược lực này tiến hành luyện hóa hấp thu kèm theo toàn kính đang bị luyện hóa hấp thu tại toàn kính đang dược lực dưới tác dụng mạc thanh vân thân thể cường độ lần nữa nhận được tăng lên ngoài ra hắn còn phát hiện, trong cơ thể hắn tự hồ đang diễn sinh ra rồi một đạo kinh lực tế lưu. Đây là nội kinh tế lưu, tại kính toàn đang dưới tác dụng, trong cơ thể hắn bắt đầu ngưng tụ nội kinh rồi. Mặc dù cái này nội kinh tế lưu còn rất nhỏ yếu, nhưng là biểu thị, hắn bây giờ đã hướng về thối thể thất trọng vẫn bước bước vào. Chỉ cần ngưng tụ ra nội kinh khí toàn, ta liền có thể trùng kích thối thể thất trọng rồi. Như vậy phát hiện sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt, càng thêm ra sức tu luyện một ngày sau kính toàn đang dược lực cuối cùng cũng bị mạc thanh vân hấp thu hết sạch tại đem kính toàn đang dược lực hoàn toàn hấp thu sau mạc thanh vân phát hiện trong cơ thể đạo kia nội kinh tế lưu lại lớn mạnh mấy phần đương nhiên cách ngưng tụ thành nội kinh khí toàn vẫn còn có chút khoảng cách nhưng mạc thanh vân cũng không vội vã hắn tin tưởng tại hắn đem bảy miếng toàn kính đang toàn bộ luyện hóa sau hắn nên có vốn liếng trùng kích thối thể thất trọng rồi thanh vân ngươi ở đâu lúc này tại mạc thanh vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc một đạo êm ái lời nói từ nhỏ viện chi ngoài truyền tới rồi là mạc tiếu thanh âm mạc thanh vân nghe vậy sau liền không lại tiếp tục tu luyện đáp một tiếng hướng về phòng đi ra ngoài mạc tiếu ngươi tìm ta có việc sao thấy trước mắt cao vút thiếu nữ mạc thanh vân có chút ngoài ý muốn mà hỏi không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao nghe được mạc thanh vân lời nói mạc tiếu ra vẻ không vui liếc hắn một cái mở miệng nói Ta mang cho ngươi chút đồ ăn tiếp đó mạc tiếu liền đem từng loại bánh ngọt từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra bánh ngọt bề ngoài không sai thoạt nhìn ăn rất ngon ngươi nếm nếm mạc tiếu mặc lộ vẻ ửng đỏ cầm lên một khối bánh ngọt đưa cho mạc thanh vân có chút ngượng ngùng nói nói nhìn đàn cái bộ dáng này dường như có chút giống tiểu kiều thê lần thứ nhất cho phu quân nấu cơm vậy chỉ là mạc thanh vân thấy mạc tiếu vẽ mặt sau chính là nhất thời có chút chột dạ lên thầm nói cô nàng này thế nào bỗng nhiên đối với ta như vậy tốt thật chẳng lẽ vừa ý ta bất quá mặc dù trong lòng như vậy nghĩ mạc thanh vân vẫn là đáp một tiếng ngồi xuống cầm lên một khối bánh ngọt nếm rồi nếm ra sao ăn ngon không thấy vậy mạc tiếu liền vội vàng hỏi Ăn ngon. Mạc Thanh Vân cười một tiếng, gật đầu đáp lại. "Kia ta sau này mỗi ngày đều làm cho ngươi có được hay không?" Mạc Tiếu vẻ mặt vui mừng hỏi. "Không. Không cần." Thấy Mạc Tiếu bộ dạng, Mạc Thanh Vân liền vội vàng khoác tay nói. "Hừ, liền biết ngươi là khẩu thị tâm phi." Mạc Tiếu ngoác miệng ra, ra vẻ không vui nói. "Không. Không phải?" chỉ là ngươi thoáng cái đối với ta như vậy tốt, ta không quá quen thuộc mà thôi. Mạc Thanh Vân liền vội vàng giải thích rồi một câu, theo lại nghi ngờ nói. Ta nói tiểu ni tử, ngươi bỗng nhiên đối với ta như vậy tốt, không phải là vừa ý ta đi. Nghe một chút Mạc Thanh Vân lời này sau, Mạc Tiếu nhất thời hơi đỏ mặt, trách sẵn giọng. Phi, 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 bổn cô nương mới sẽ không vừa ý ngươi, bổn cô nương chẳng qua là cảm thấy cảm thấy lần trước cầm ngươi thối thể đang làm chút bánh ngọt cho ngươi ăn, ngỏ ý cảm ơn một chút mà thôi, chỉ như vậy mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Kia ta an tâm. Thấy Mạc Tiếu như vậy nói một chút, Mạc Thanh Vân nhất thời nét mặt buông lỏng một chút, yên tâm lại. Mạc Thanh Vân, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ bổn cô nương thích ngươi, ngươi rất ủy khuất sao? Nhìn Mạc Thanh Vân vẻ mặt đó, Mạc Tiếu lập tức không vui nói bị Mạc Tiếu như vậy nói một chút, Mạc Thanh Vân chính là nhãn châu xoay động, chê cười nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta là đồng tộc, không thể sinh ra tình cảm không phải sao. Nghe Mạc Thanh Vân như vậy nói một chút sau, Mạc Tiếu lộ ra một tia giảo hoặc nụ cười, mở miệng nói. Thanh Vân, ta có một cái bí mật không có nói cho ngươi biết, kỳ thật, ta cũng không mạc gia người, ta là bị nhận nuôi trở về, giữa chúng ta cũng không có huyết mạch quan hệ. Ta đi, thiệt hay giả. Nghe được mạc tiếu lời này, mạc thanh vân nhất thời mồ hôi lạnh trên trán toát ra, khiếp sợ nhìn mạc thanh vân. Thấy mạc thanh vân cái bộ dáng này sau, mạc tiếu lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói: khanh khách, lừa gạt ngươi á, ngươi đây cũng tin, muốn cho ta thích ngươi, ngươi nghĩ thật đẹp à? Liếc mạc thanh vân một cái sau, mạc tiếu lại nói: ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện muốn cho ngươi trợ giúp một chút, cái gì chuyện? mạc thanh vân hỏi ta tại trên tử trúc sơn phát hiện một cái động phủ chỉ là ngoài động phủ có hai cái thiết bối viên thủ ở nơi đó ta không vào được nói tới chỗ này sau mạc tiếu dừng một chút nhìn mạc thanh vân một cái lại nói cho nên ta muốn mời ngươi giúp đỡ xuất thủ cùng ta cùng nhau đối phó đó hai cái thiết bối viên lúc nào xuất phát nghe được mạc tiếu thỉnh cầu mạc thanh vân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng bây giờ tu vi của hắn lần nữa đột phá, vừa vặn muốn tìm một luyện tập, thích ứng một chút thực lực bây giờ. Thời kỳ trưởng thành thiết bối viên thực lực có thể so với thối thể ngũ trọng võ giả, thực lực cũng không phải là rất mạnh, ngoài ra, thiết bối viên phòng ngự cường đại, chịu đòn, thích hợp nhất làm bia rồi. Vì vậy, hai cái này chỉ thiết bối viên cho hắn luyện tay, đó là lại cực kỳ thích hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 29 một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 29 Một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Tử Trúc Sơn nằm ở Bắc Mạc Trấn mặt Tây, bởi vì trên núi sinh trưởng một loại tử sắc cây trúc mà có tên. Ước chừng một giờ sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu hai người đi tới trên tử Trúc Sơn. Tại đến tử Trúc Sơn sau, Mạc Thanh Vân phát hiện, trên tử Trúc Sơn có không ít những gia tộc khác tiểu bối thấy những người này sau mạc thanh vân lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi trên tử trúc sơn thế nào sẽ có nhiều như vậy người tử trúc sơn vốn là một cái hỏa sơn trên núi thổ nhưỡng là lòng đất dung nham hình thành cực kỳ phi nhiêu vì vậy trên núi dễ dàng mọc ra một chút dược tài cùng linh dược cho nên rất nhiều người đều tới đây thử vận khí nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút linh dược đối với mạc thanh vân nghi ngờ mạc tiếu cười nhạt giải thích một câu thì ra là như vậy trải qua mạc tiếu như vậy vừa cởi thích mạc thanh vân trong lòng lập tức sáng tỏ rồi tiếp đó mạc thanh vân liền cùng mạc tiếu cùng nhau hướng về tử trúc sơn sâu bên trong đi về phía trước không bao lâu mạc thanh vân hai người liền tới đến tử trúc sơn sâu bên trong một cái vách đá phía dưới lúc này mạc tiếu bỗng nhiên mặc lộ vẻ vui mừng chỉ trước mặt vách đá kích động nói chính là trước mặt phía trước chính là ta nói cái đó động phủ chúng ta đi qua nhìn một chút Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một câu, trước tiên hướng về đi về phía trước đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người liền đi tới ngoài động phủ, đánh giá trước mắt cái này động phủ. Cái này động phủ không lớn, có thể miễn cưỡng chứa ba người đồng hành tiến nhập. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có ai dừng lại, từ lối vào mơ hồ thấy, trong động phủ đổ nát cùng bừa bãi, cẩn thận một chút, thiết bối viên tựu ở phụ cận đây, lần trước ta dựa vào một chút gần chúng nó lại tới. Đi tới động phủ lối vào sau, Mạc Tiếu hướng về phía Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nhắc nhở. "Ừ." Mạc Thanh Vân nghe vậy sau, gật đầu một cái, cẩn thận hướng về động phủ cửa vào đến gần. "Đông đông đông." Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người hướng về động phủ tiếp cận, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa cực nhanh truyền tới. Theo, Mạc Thanh Vân liền thấy hai cái cứng như sắt thép thân thể khổng lồ, hướng về hai người bọn họ cực nhanh chạy tới này hai đạo cao lớn hắc tráng thân ảnh chính là mạc tiếu trong miệng thiết bối viên Ồ, này hai con thiết bối viên so với bình thường thiết bối viên dường như da thịt càng thêm ngâm đen một chút khí thế cũng càng cường một chút nhìn cực nhanh đến gần hai cái đại khối đầu mạc thanh vân khẽ nhíu mày trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc trước mắt này hai con thiết bối viên cùng hắn trong ấn tượng thiết bối viên dáng vẻ tựa hồ có hơi chênh lệch như vậy phát hiện sau mạc thanh vân chính là trong lòng dân lên vẻ nghi hoặc thầm nói này hai con thiết bối viên dường như xảy ra một chút biến dị thực lực so với bình thường thiết bối viên thật giống như càng mạnh hơn một chút nếu như vậy ứng phó tựu có chút phiền phức rồi chợt mạc thanh vân sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần hướng về phía mạc tiếu nói chờ hạ ngươi cẩn thận một chút này hai con thiết bối viên thực lực hẳn không chỉ là mặt ngoài thối thể ngủ trọng vậy thì đơn giản ừ nghe được mạc thanh vân nhắc nhở mạc tiếu gật đầu tương tự là gương mặt ngưng trọng chíp chiếc nhìn mạc thanh vân cùng mạc tiếu hai cái khách không mời mà đến hai cái thiết bối viên tức giận gầm to theo thiết bối viên chính là thân ảnh động một cái hướng về mạc thanh vân cùng mạc tiếu hai người nhạo tới nâng lên bàn tay to của bọn nó chưởng hung hăng vỗ về phía mạc thanh vân hai người hai cái thiết bối viên vừa ra tay liền cho thấy khí thế cường đại này tuyệt đối không phải thối thể ngũ trọng có thể nắm giữ thối thể lục trọng này hai con thiết bối viên thực lực đã đạt đến thối thể lục trọng mức độ sao thế nào khả năng này hai con thiết bối viên thực lực thế nào sẽ biến thành thối thể lục trọng rồi đột nhiên biến cố bên dưới để mạc tiếu không khỏi trở nên thất thần kinh hoảng hạ liền chống cự đều quên cẩn thận mạc thanh vân thấy vậy lập tức nhắc nhở chớ cười một tiếng thi triển ra tật ảnh bộ hướng về mạc tiếu thiểm đến, giơ tay lên ông lên mạc tiếu eo thon, ông lấy nàng hiểm hiểm tránh thiết bối viên công kích. Bị mạc thanh vân ông một cái, mạc tiếu hoảng quá thần lai, sắc mặt đỏ lên, có chút kinh hoảng ấy nấy nói. Thanh vân, thật xin lỗi, ta không biết, này hai con thiết bối viên thực lực đã đạt đến thối thể lục trọng. Nhìn mạc tiếu vẽ mặt ấy nấy vẽ mặt, mạc thanh vân cười nhạt, không thèm để ý chút nào nói. Không cần lo lắng, Tiếp theo giao cho ta thì tốt rồi. Giao cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Tiếu vẻ mặt sững sờ, thoáng cái không để ý tới giải Mạc Thanh Vân mà nói dự tính. Chỉ là giờ phút này còn chưa chờ đến Mạc Tiếu kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân đã một cái đi nhanh chui ra, hướng về đó hai cái thiết bối viên phóng tới. Thanh Vân, không nên đi qua, đó hai cái thiết bối viên. Thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Tiếu lập tức lo lắng hô cửu trọng băng chỉ là lời của nàng còn chưa nói hết, Mạc Thanh Vân chính là giơ tay lên đấm ra một quyền, đánh phía hai cái thiết bối viên một cái trong đó. Âm. Theo, Mạc Tiếu liền thấy, cái kia thiết bối viên tại Mạc Thanh Vân một quyền bên dưới, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây. Điều này sao khả năng, thiết bối viên nhưng là thối thể lục trọng thực lực, thế nào có thể sẽ bị. Thấy trước mắt một màn này sau, Mạc Tiếu trong nháy mắt ngốc trệ, cảm giác suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi thối thể lục trọng thực lực thiết bối viên lại có thể ở chính diện va chạm hạ bị mạc thanh vân một quyền đánh bay ra ngoài đây không phải là biểu thị mạc thanh vân có ít nhất thối thể lục trọng thực lực thối thể lục trọng thanh vân tu vi đạt tới thối thể lục trọng cái ý niệm này xuất hiện sau mạc tiếu trong lòng càng thêm khiếp sợ trước ngực không ngừng phập phồng nhìn về phía mạc thanh vân ánh mắt của cũng xảy ra một tia biến hóa, tự như không nhận biết Mạc Thanh Vân một dạng. Nàng nhưng là nhớ rõ, hơn 10 ngày trước nguyệt thí trong, Mạc Thanh Vân tu vi chẳng qua chỉ là mới vừa vào thối thể tứ trọng mà thôi. Mà bây giờ rồi, ngắn ngủi hơn 10 ngày đi qua, Mạc Thanh Vân lại có thể tu vi đạt tới thối thể lục trọng. Hơn 10 ngày, tu vi liên tục vượt hai cấp, như vậy tốc độ tu luyện không khỏi quá dọa người. Giờ phút này nếu không phải tận mắt thấy đánh chết nàng cũng không thể tin được. Lại có thế có người có thể tại trong hơn 10 ngày, tu vi liền thăng hai cấp, cái này quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Âm. Giờ phút này, tại mạc tiếu khiếp sợ thời điểm, mặt khác một cái thiết bối viên, cũng tại mạc thanh vân quả đấm của hạ bị đánh ngã. Nhìn hai cái thực lực có thể so với thối thể lục trọng thiết bối viên, ngắn ngủi chốc lát, liền bị mạc thanh vân dễ dàng giải quyết. Trong lúc nhất thời, Mạc Tiếu không biết nên nói chút ít cái gì tốt, nhìn đến gần Mạc Thanh Vân, ấp úng nửa ngày sau, nói. Ngươi! Ngươi thật biến thái! Biến thái! Nghe được Mạc Tiếu lời này sau, Mạc Thanh Vân nhất thời vẻ mặt ủy khuất, có chút buồn bực nói. Không phải đâu, ta lòng tốt ra tay giúp ngươi, thu thập hết rồi hai cái này vách sắc mỏm đá, ngươi tự như vậy cảm tạ ta. Thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt buồn bực dáng vẻ, Mạc Tiếu chính là khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ai ai cho ngươi thoáng cái biến thành như vậy mạnh làm cho ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị như vậy cường một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị suy ngẫm một hồi mạc tiếu lời nói sau mạc thanh vân nhất thời cảm giác có chút không còn gì để nói lời này rất dễ dàng khiến người ta sinh ra kỳ nghĩa a à? chúng ta vào xem một chút đi lộ ra một nụ cười khổ sau mạc thanh vân cũng không có nói nhiều hướng về phía Mạc Tiếu nói một tiếng, liền hướng bên trong động phủ đi tới. Thấy vậy, Mạc Tiếu cũng không chậm trễ, vội vàng đuổi theo, theo Mạc Thanh Vân cùng đi nhập trong động phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 30 Đem hắn phía dưới dẫm nổ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 30 Đem hắn phía dưới dẫm nổ Vừa vào trong động phủ, mạc thanh vân tự cảm nhận được một cổ hơi nóng đập vào mặt thật cường liệt hỏa diễm chi lực như vậy phát hiện sau khi mạc thanh vân nhướng mày một cái trong lòng dâng lên một vẻ kinh ngạc đối với động phủ bên trong mạc thanh vân trong lòng thêm mấy phần hiếu kỳ bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần theo không ngừng đi sâu vào động phủ mạc thanh vân cảm giác này cổ hơi nóng biến thành mãnh liệt hơn rồi tại dưới cổ hơi nóng này tập kích bên cạnh hắn mạc tiếu sắc mặt tỏ ra có chút tái nhợt nhìn bộ dáng của nàng hẳn là đối với hơi nóng chống cự đạt tới một cái cực hạn rồi thấy vậy sau mạc thanh vân chính là hướng về phía chớ cười một cái mở miệng nói nếu không ngươi trước lui ra ngoài đi ta vào xem một chút ừ gặp mạc thanh vân như vậy nói sau mạc tiếu cũng không có giữ vững nghe vậy sau gật đầu một cái hướng về động phủ ở ngoài trở lại tiếp đó mạc thanh vân liền một mình hướng về bên trong động phủ bộ đi vào chỉ chốc lát mạc thanh vân trong động phủ thấy được một cái thạch thất cái nhà đá này vô cùng đơn giản chỉ có một cái giường đá một tấm bàn đá cùng mấy cái băng đá trên giường đá ngồi một cổ hài cốt hẳn là thạch thất chủ nhân hài cốt bên cạnh có một cái túi càng không cùng một cái kiếm hình ngọc bội thấy vậy sau mạc thanh vân đi tới trũng cầm lên ngọc bội nhìn một cái mạc thanh vân thấy trên ngọc bội viết một cái xưa cũ trũng chữ trừ cái đó ra mạc thanh vân tại cầm lên ngọc bội sau hắn còn cảm giác được rõ rệt trên ngọc bội có mãnh liệt lực lượng linh hồn ba động lực lượng linh hồn ba động như vậy phát hiện sau mạc thanh vân nhướng mày một cái trong lòng suy đoán cái này tiểu kiếm ngọc bội lai lịch dường như không đơn giản chợt mạc thanh vân lại đem tiểu kiếm ngọc bội cẩn thận quan sát rồi một hồi có phát hiện không cái khác chỗ khác thường sau liền không có lại tiếp tục nghiên cứu đưa nó thu vào trong lòng tiếp đó mạc thanh vân lại đem túi càng không cầm lên mở ra kiểm tra một hồi trong túi càng không trang đều là một chút khoáng thạch cùng kiếm phôi như vậy phát hiện để mạc thanh vân cảm thấy có chút thất vọng nếu như hắn kiếp trước là một vị luyện khí đại sư những tài liệu này với hắn mà nói khả năng còn sẽ có chút ít trợ giúp nhưng là bây giờ những thứ này với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bất quá từ tình huống dưới mắt nhìn, cái này đồng phủ chủ nhân khi còn sống, hẳn là một vị luyện khí đại sư. Sau đó, Mạc Thanh Vân ở thạch thất trong lại tìm một hồi, có phát hiện không những vật khác sau, liền ra thạch thất. Đi ra thạch thất sau, Mạc Thanh Vân lại hướng về đồng phủ chỗ sâu hơn đi tới, nơi đó là hơi nóng phát ra ngọn nguồn. Kèm theo Mạc Thanh Vân tiếp tục thâm nhập sâu, trong thạch động vẽ này lãng nhiệt, lại càng thêm mãnh liệt mấy phần, cũng càng thêm cuồng bạo. Tại này cổ hơi nóng tập kích hạ, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm nhận được, trên da truyền tới hàng loạt đau đớn. Cũng may, ngay tại hắn nhanh chịu đựng không nổi thời điểm, hắn cuối cùng cũng tới động phủ phần đấy nhất. Nơi này đồng dạng là một gian thạch thất, bên trong bày đặt một cái lò luyện to lớn, hẳn là thạch động chủ nhân sinh trước luyện khí dùng. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất ngờ, lò luyện bên cạnh lại là một cái to lớn dung nham ao. Giờ phút này, trong hồ xích sắc dung nham, tự như đốt phí nước sôi giống như vậy, không ngừng lăn lộn, mạo hiểm bọc khí. Trong động phủ hơi nóng, chính là từ nơi này dung nham trong hồ tản mát ra. Chỗ này ngược lại là vô cùng thích hợp luyện khí. Nhìn một cái dung nham ao, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút bội phục động phủ chủ nhân, thật là sẽ chọn địa phương. Ở chỗ này luyện khí, đích xác là có làm chơi ăn thật hiệu quả. Ồ, đây là... Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng than thở thời khắc, hắn chợt phát hiện, đó dung nham ao bên cạnh, lại có từng viên màu đỏ thẩm thủy tinh trạng đồ vật. Theo, Mạc Thanh Vân chính là xích lại gần nhìn một cái, cầm lên một khỏa xích sắc thủy tinh trạng vật phẩm. Này xích sắc thủy tinh trạng vật phẩm vừa đến tay trong, Mạc Thanh Vân tự cảm nhận được, một cổ tinh thuần hỏa diễm chi lực, từ trong tảng mát ra. Cảm nhận được này cổ hỏa diễm chi lực sau, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trung một cái, kinh ngạc nói. Đây là địa tâm hỏa diễm kết tinh, không nghĩ tới ở nơi này, gặp vật tốt như vậy. Địa tâm hỏa diễm kết tinh, giống như lưu ly thạch nhũ, đều là trải qua năm tháng lâu dài, ngưng tụ mà thành thiên địa linh vật. Bất quá, địa tâm hỏa diễm kết tinh sinh thành hoàn cảnh, muốn thêm hung hiểm một chút. Vì vậy, địa tâm hỏa diễm kết tinh so với lưu ly thạch nhũ, cũng càng thêm trân quý cùng hy ít một chút. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, động thủ đem trước mắt địa tâm hỏa diễm kết tinh toàn bộ thu thập. Chốc lát sau, dung nham ao phụ cận địa tâm hỏa diễm kết tinh toàn bộ bị Mạc Thanh Vân thu thập hết sạch. Tổng cộng 23 viên địa tâm hỏa diễm kết tinh, như vậy thu hoạch, để Mạc Thanh Vân trong lòng mừng như điên không dứt. Có những thứ này địa tâm hỏa diễm kết tinh, hắn liền có thể sớm một chút để hắn xích viêm thiên long võ hồn giác tỉnh. Mạc Thanh Vân cũng không có lại chần chờ, đứng dậy hướng về động phủ ở ngoài trở lại. Động phủ ở ngoài. Mạc Tiếu nghe theo Mạc Thanh Vân đề nghị sau, liền trở lại động phủ bên ngoài, chờ đợi Mạc Thanh Vân đi ra. Lúc này, Mạc Tiếu tại ngoài động phủ chờ đợi Mạc Thanh Vân lúc. Nàng nhìn thấy mấy cái 17, 18 tuổi thanh niên đang nhanh chóng hướng về nạn bên này chạy tới. Tống thần ca, ta đã nói với ngươi chính là cái kia động phủ, tự tại phía trước không xa tại mấy người thanh niên đến gần thời điểm, một cái trong đó thanh niên mở miệng nói. Chỉ chốc lát, cái này mấy người thanh niên, liền đi tới ngoài động phủ. Thấy ngoài động phủ mạc tiếu sau, mấy người thanh niên đều là mặt lộ kinh ngạc, ánh mắt tại mạc tiếu trên người quét sạch lên. Không nghĩ tới, cái này động phủ ngoài có cái tiểu mỹ nhân. Nhìn mạc tiếu đó tinh xảo gương mặt, cùng có lội có lõm vóc người sau, mấy người thanh niên đều mặt lộ cười dâm. Thấy mấy người vẽ mặt, Mạc Tiếu nét mặt căng thẳng, có chút sợ dự tính nhìn mấy người, thân thể không tự chủ lui về sau lên. Phát hiện Mạc Tiếu lần này cử động sau, mấy người thanh niên trên mặt vẻ đắc ý, lập tức càng đậm mấy phần, ánh mắt cũng càng thêm không chút kiên kỵ. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi là mới vừa từ trong động phủ đi ra ngoài à? Lúc này, mấy người thanh niên bên trong, một người hướng về phía Mạc Tiếu cười đễu nói: Các ngươi muốn thế nào? Mạc Tiếu vẻ mặt căng thẳng ngữ khí khẩn trương nói. Cái này đồng phủ chúng ta sớm liền phát hiện, ngươi bây giờ tiến vào đồng phủ của chúng ta bên trong, trộm rồi đồ đạc của chúng ta, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào rồi hả? Người thanh niên này lại là xấu cười một tiếng, hướng về phía mặt tiếu mở miệng lần nữa nói. Tống lỗi, không cần hù dọa tiểu mỹ nhân. Lúc này, mấy người thanh niên trong, lại một người thanh niên mở miệng nói. Tiểu mỹ nhân, vốn là người tiến nhập động phủ của ta trong, trộm đồ của ta, ta là phải nghiêm trị ngươi, nhưng con người của ta không thích đánh, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, một là ngươi đem ta hầu hạ được thư thái, trong động phủ ngươi cầm gì đó, ta để ngươi có thể mang đi, một cái khác sao, đó chính là chúng ta đem y phục của ngươi lột, đưa ngươi trộm gì đó thu đi ra. Tống thần ca, còn có chúng ta. Nghe được tống thần lời nói, bên cạnh mấy người mặc lộ thèm thùng vẻ, hướng về phía cái đó tống thần nói nghe một chút này mấy người ngữ sau, tổng thần lập tức cười dâm, nói. Không sai, ta cải chính một chút, là đem mấy người chúng ta đều hầu hạ thư thái. Ngươi, các ngươi, vô sĩ. Nghe một chút tống thần lời này sau, mạc tiếu nhất thời mặt đẹp trắng nhợt, chỉ tống thần mấy người mắng. Tại mạc tiếu mắng tống thần mấy người thời điểm, mạc thanh vân từ trong động phủ đi ra, thấy mạc tiếu tức giận vẻ mặt sau, hỏi tiếu tiếu, thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi một chút sau, Mạc Tiếu nhất thời khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ mở miệng nói. Thấy Mạc Tiếu thời khắc này vẽ mặt, lại trước mắt mấy người dâm tà ánh mắt, lấy Mạc Thanh Vân lịch duyệt, tự nhiên đoán được là cái gì tình huống. Thấy vậy sau, Mạc Thanh Vân chính là hướng về phía mấy người, lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi bây giờ qua đây dập đầu nhận sai, sau đó cút. Nghe một chút Mạc Thanh Vân lời này sau, tống thần mấy người đều là vẻ mặt sững sờ, có chút ngoài ý muốn mạc thanh vân biểu hiện. Cái gì? Tiểu tử này lại có thể bảo chúng ta dập đầu nhận sai, ta không có nghe lầm chớ. Tên tiểu tử này trên người khí thế chẳng qua chỉ là thối thể lục trọng, chẳng lẽ hắn tưởng rằng bằng chỗ này có thể đối phó chúng ta mấy người. Ta xem tiểu tử này là nghĩ tại tiểu mỹ nhân trước mặt làm việc quá khả năng, đến chết vẫn sĩ diện. Ngắn mũi ngẩn ra sau, tổng thần mấy người lập tức mặt lộ khinh thường rối rít cười lạnh. Tiếp đó, đó tống thần chính là sắc mặt trầm xuống, hướng về phía bên người mấy người, nói. Tống lỗi, mấy người các ngươi cho ta hung hãn giáo huấn tiểu tử này một hồi, đưa hắn vật phía dưới dẫm nổ, ta muốn để hắn đời này đều kiều không đứng dậy. Biết. Nghe một chút tống thần lời nói sau, tống lỗi mấy người lập tức ứng tiếng lên, cười lạnh hướng về mạc thanh vân đi tới. Đem ta phía dưới dẫm nổ nghe được tống thần mấy người ngữ, Mạc Thanh Vân nhìn về phía mấy người ánh mắt, biến thành càng lạnh hơn mấy phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện